<laughs> xin chào tất cả các anh chị em xin chào đồng bào việt nam và các anh chị em đang ở tại canada hay bất cứ chỗ nào mà hiện đang theo dõi chương trình livestream này à, Xin chào anh uh, Bình à, Anh Bình uh, gõ giùm mình một cái uh, uh, Tín hiệu là anh nghe có rõ không ạ à. Mình đang xài cái uh, mic mà uh, uh, anh Bình tặng Hy uh, vọng là tín hiệu âm thanh Rõ Tại vì nếu như phát trực tiếp từ cái laptop thì cái quạt vẫn chưa chưa có thay được cho nên là thỉnh thoảng nó tạo ra cái tiếng quay của quạt. Rồi, cảm ơn anh Bình. Như vậy là tín hiệu âm thanh rõ. À, chào em Trà. À, chúng ta sẽ bỏ ra khoảng cỡ 5-10 phút để à, chào hỏi tất cả mọi người nếu ai có uh, đang xem trực tiếp và chúng ta uh, chờ một số các anh chị em khác vào uh, chào Mây Nguyễn uh, lát nữa thầy sẽ quay lại trả lời uh, câu hỏi của của các anh chị uh, bây giờ đang uh, đi quanh để chào thôi uh, chào uh, Hồng Hải xin cảm ơn À, như vậy tín hiệu rất rõ à, tôi đang nói với cái âm lượng vừa phải giọng tôi bình thường rất là lớn à, nhưng mà đang, đang nói với cái âm lượng dưới trung bình so với bình thường à, xin chào anh thọ chào việt hà chiến vân hùng thanh trừng tức là Trần Thanh Hùng. Xin chào. À, hôm nay ở Canada là thứ hai. Bây giờ đang là buổi sáng. Nếu tính theo giờ Toronto thì à, à, hiện giờ là 9 giờ 25 phút sáng ngày thứ hai. Hôm nay à, vẫn đang còn trong cái thời gian nghỉ lễ gọi là à, Victoria Day Long Weekend, à, ngày lễ của toàn à, liên bang. À, nghĩa là tất cả các tỉnh, bang, các vùng lãnh thổ ở Canada đều à, nghỉ lễ vào ngày hôm nay. Vì hôm nay là à, kỷ niệm à, sinh nhật của Nữ hoàng à, Victoria, Nữ hoàng Anh. Và năm nay rất đặc biệt tại vì à, à, Nữ hoàng Victoria sinh ngày à, à, 24 tháng 5. À, hàng năm thì à, à, thường á là cái cái thứ hai cuối cùng trước ngày 25 tháng 5 được chọn là cái ngày uh, Victoria Day. Thì uh, có khi là nó rơi vào ngày 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 trong cái khoảng tuần đó. Thì uh, nếu như cái uh, thứ hai cuối cùng trước ngày 25 tháng 5. Đó. Uh, uh, thì ngày đó sẽ được chọn thành cái ngày gọi là Victoria Day tại vì nó sẽ nghỉ từ hôm thứ bảy chủ nhật và tới thứ thứ hai tuy nhiên năm nay rất đặc biệt tại vì thứ hai là đúng ngày 24 tháng 5 tức là đúng ngay vào sinh nhật của nữ hoàng Victoria thì ở Canada đây là cái ngày lễ của liên bang nếu ai ở đây thì sẽ biết được cái ngày này và cái hình thức tổ chức của của Victoria Day đó là diễu hành với lại là bắn pháo hoa, à, hồi đêm khoảng tầm 10 giờ là quanh khu vực nhà tôi và tôi nghĩ rằng tất cả các nơi khác họ cũng cũng bắn pháo hoa rất là nhiều và ở Canada họ bắn pháo hoa thì ngoài một số các cái điểm tập trung lớn, các cái thành phố lớn thì họ bắn theo cái kiểu của của chính phủ họ tổ chức thì còn lại là các nhà dân họ cũng bắn các doanh nghiệp họ cũng bắn rất là nhiều và những cái kỳ lễ đặc biệt như thế này đó ví dụ như là Victoria Day hay là Canada Day hay là Labor Day chẳng hạn thì uh, uh, cái khu vực mà dưới thác Niagara đó họ bắn pháo hoa rất là nhiều tại vì cái doanh nghiệp làm du lịch ở đó uh, 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 Rất nhiều cho nên là chúng ta thấy họ bắn và trong trác vào mùa hè đó thì trong các cái uh, các cái Farm các cái xưởng rượu đó À, họ có phục vụ cho khách đến du lịch rồi thử rượu rồi vui chơi ở đó thì đến khoảng cỡ 9 rưỡi 10 giờ tối vào các cái ngày lễ đó là họ bắn pháo hoa, họ bắn pháo hoa rất là nhiều. À, không rầm rộ như Việt Nam là bắn đùng 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 trong vòng 20 30 phút à, theo cái kiểu của chủ trương. Nhưng mà ở đây là họ à, tư nhân họ có quyền bắn, họ mua pháo về họ bắn. Và y đùng tất cả các nơi. Mình đang xem trước mặt thì sau lưng họ bắn. À, rồi đây là cái cái ngày à, lễ của liên bang. Tôi coi ngược lại, à, tôi chào mọi người một chút xíu. Chào anh Alan Trần, chào à, Phượng Đinh. À, ở trên Facebook thì à, các anh chị đặt tên thế nào thì tôi đọc thế đấy thôi. Tại vì à, à, cái Facebook đôi khi họ đảo ngược, lộn chữ tùm lum hết do cái cách của mình à, lúc mình à, à, xin cái tài khoản. Nhưng mà tôi thì vẫn thích cái kiểu là đặt đúng cái tên của mình hơn Cho nên các anh chị có thể nhìn thấy cái tên của tôi là Tôn Tức Hòa à, Tên viết theo kiểu uh, thuần Việt Xin chào uh, uh, Hà Trinh uh, Lê Thị Thanh Hương Lê Thị Thanh Hương rồi chúng ta chào khoảng cỡ 2-3 phút nữa xong bắt đầu tôi mới trả lời cái câu hỏi của các anh chị được Đồng thời thì các anh chị khác cũng đang trên đường đi vào cái phần livestream này Tại vì hôm qua tôi có thông báo cho nên hôm nay có thể là có nhiều người vẫn đang xem Mặc dù bên Việt Nam bây giờ chỉ mới là tối thứ hai thôi chứ không phải là cuối tuần Chào Jenny Cao Hoàng Đinh Nho nguyễn uh, bích ngọc xin chào chào chị hoài thoa uh, ngô y lan lê kim thanh Rồi, xin chào tất cả mọi người uh, bây giờ chúng ta sẽ uh, đi vào một số các cái câu hỏi của các anh chị anh chị nào vào trước thì tôi sẽ uh, trả lời trước uh, nếu các anh chị nào mà đang theo dõi cái phần livestream này và cảm thấy uh, là cái thông tin mà những thành viên khác đang hỏi và mình có kiến thức thì xin các anh chị trả lời phụ giúp. Tại vì khi mà tôi livestream thế này thì đôi khi nó bị sót, tại vì cái 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 những cái câu hỏi các anh chị hỏi nó tương đối là nhiều. Đôi khi tôi đang lo câu này thì lại có câu khác nó bị trôi đi. À, bây giờ chào May Nguyễn và tôi cũng thông báo luôn tức là à, trong khi tôi tôi đang trả lời câu hỏi cho người này thì đôi khi tôi dừng lại tại nếu như cái cái vấn đề nó có liên quan tới gần như một cái chủ đề nó lớn hơn và chung hơn thì tôi sẽ dừng lại để để phân tích và để à, giải thích thêm cho các anh chị em biết thêm một số các thông tin à, như vậy thì à, trả lời một người nhưng mà nhiều người khác cùng có thể à, à, nắm bắt được thông tin chứ không thôi lại à, lặp đi lặp lại à, rất mất thời gian chào thầy à, À, theo con được biết có người hướng dẫn học khóa chăm sóc người già trẻ em một năm theo hình thức học online nhưng bằng cấp của Canada để có giấy chứng nhận à, không biết thông tin này có chính xác không bây giờ à, con cứ nghĩ thế này cái chương trình đó con phải xem thử là trường nào đào tạo à, nếu mà con muốn học cái chương trình một năm đó con xem là trường nào đào tạo cái môn à, gọi là Uh, Personal support worker. Uh, nếu mà thầy đoán uh, không nhầm thì cái tên của nó là như vậy. Personal support worker để ra uh, chăm sóc những cái người già trong các cái viện dưỡng lão, trong các uh, cái trung tâm gọi là long term care home. Uh, các cái trung tâm chăm sóc người già. Thì uh, trong mùa covid này thì mọi người cũng có thể thấy được rằng là uh, cái tỷ lệ mà tử vong á, do covid rơi vào cao nhất là ở các cái long term care home này tại vì đây là những cái nơi mà chăm sóc dài hạn à, các anh chị có thể nghĩ vì sao họ đặt cái chữ long term care tức là chăm sóc dài hạn có nghĩa là những cái người mà họ gần như đã mất khả năng chăm sóc bản thân thì họ mới chọn đến những cái trung tâm gọi là long term care home này để họ ở à, thì à, nếu như mọi người có xem những cái video mà báo chí họ đưa họ phỏng vấn ở những cái uh, uh, trung tâm long term care này đó thì các anh chị có thấy là gần như 890% những người này là những người đã ngồi xe lăn. Vì vậy mà uh, cái lực lượng chăm sóc cho họ, ví dụ như y tá, bác sĩ rồi những người gọi là uh, chăm sóc cá nhân người ta gọi là personal support worker, ví dụ như là đẩy xe rồi thay thay áo, thay quần rồi phục vụ cơm nước cho 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 những cái người ở trong các cái khu long term care này. thì đây chính là những cái nơi mà nói thẳng ra là cái nơi cuối cùng của một cái nhóm những cái người già họ chọn tới đây để xem như đó là một cái nơi cuối cùng của cuộc đời mình tại vì long term care home mà, họ ở đó thì có những cái dịch vụ chăm sóc đặc biệt, à, có xe lăn, à, có người phục vụ cơm nước, có người à, thay áo thay quần cho, rồi à, phục vụ thức ăn, rồi bác sĩ, lực lượng bác sĩ cũng chăm sóc. Cho nên những cái người này là tuổi rất cao, à, có thể là 70 trở lên. Rồi à, họ có trong người bệnh tật À, vì họ không chăm sóc được bản thân nữa, cho nên họ mới ngồi xe lăn cho nên chúng ta thấy những cái người này ngồi ở đó rất là nhiều. thì ở Canada cái lượng người à, gọi là ở Long Term Care Home này à, rất là nhiều, rất là đông và à, cái việc mà chăm sóc cho họ cũng tốn rất là nhiều công sức à, cũng như là chi phí, nhưng mà họ chính là những cái công dân những cái người mà trước đây đã từng đi làm đóng góp cho nền kinh tế đóng góp tuổi trẻ cho cái nền kinh tế của canada cho nên chính sách của canada là những người này sẽ được chăm sóc giống như cái đó là trách nhiệm của xã hội trách nhiệm của cái thế hệ sau để chăm sóc ngược lại cho họ khi họ về già cái này là chính sách hoàn toàn nhân văn và ở canada vì không có Uh, con cái uh, ít khi họ ở lại để họ chăm sóc cha mẹ mình lúc già lắm tại vì ai cũng có việc cả và cái lối sống cái uh, văn hóa ở đây là như vậy lớn lên thì con cái họ đi ở riêng ừ. rồi những cái người già họ khi nào mà họ còn có thể tự chăm sóc mình được thì họ ở nhà hoặc là họ vào các cái viện dưỡng lão, Uh, các retirement home, rồi sau khi mà họ không chăm sóc mình được nữa thì họ sẽ vào trong các cái long term care home và con cái cuối tuần hay là các dịp lễ thì đến thăm cha mẹ của mình và cái uh, gọi là văn hóa này với cái gần như nó là một cái lối sống ở Canada, cho nên là uh, để phục vụ cho uh, cái gọi là thành phần dân số già và đang ở trong các cái long term care home này cho nên chính phủ họ rất ưu tiên cho những cái người làm trong cái lĩnh vực y tế và như các anh chị em cũng đã biết đó là trong cái mùa dịch này đó, thì cái số lượng người mà vào long term care home đó bị ảnh hưởng bởi covid rất là nhiều và những cái tỷ lệ tử vong cũng nằm ở những cái long term care home đó vì vậy họ cần nhiều người làm trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe à, chăm sóc y tế rồi à, chăm sóc cá nhân, à, cho nên chính phủ mới linh hoạt đưa ra cái chính sách định cư dành cho những cái nhóm người làm trong lĩnh vực gọi là health care, trong đó là nào y tá này, personal support worker này, đó, à, để chăm sóc cái cái à, thành phần dân số lớn tuổi này thôi, à, cho nên điều này hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên ở Canada đó thì nếu như mọi người cũng biết à, À, cái số người mà theo học cái ngành mà personal support worker này không nhiều, điều đó có nghĩa là họ phải chính phủ phải với cái à, gọi là cái bàn tay của mình ra à, để à, gọi là ưu tiên cho những cái người à, đến Canada theo cái gọi là à, đi du học thì học những cái ngành mà liên quan tới chăm sóc y tế, sức khỏe đặc biệt trong cái giai đoạn COVID này. Và có thể là hậu COVID nữa. Một cái sự ưu tiên rất là lớn. Nếu như họ học cái ngành Personal Support Worker ra, họ có việc làm, rồi tiếng Anh đòi hỏi cũng không nhiều. Và họ chỉ tích lũy theo cái chính sách gọi là Temporary Policy vừa rồi đó. Là cái nhóm healthcare này là được lấy tới 20.000 À, trong 90 ngàn, 40 ngàn dành cho sinh viên tốt nghiệp có việc làm à, toàn thời gian, bán thời gian, à, thì à, có một cái à, chỉ tiêu là 20 ngàn suất dành cho những cái người làm trong lĩnh vực gọi là healthcare, chăm sóc y tế và 30 ngàn khác là dành cho những cái người làm ở các cái lĩnh vực à, gần như là lao động chân tay, làm trong những cái ngành nghề mà gọi là thiết yếu à, của Canada để phục vụ cho cái à, À, gọi là cuộc sống mà hàng ngày cho sự hoặc là phát triển kinh tế của Canada. Cho nên cái quay lại cái câu trả lời của của em đó, ha. À, cái câu hỏi của em chứ không phải câu trả lời. Câu hỏi của em là em hỏi nhiều người họ nói như vậy là có đúng hay không? Nó đúng đúng chứ không phải sai. Nếu như em sang đây em đi học một năm, tuy nhiên em nên nhớ thế này nè, trước khi em được định cư đó thì em phải đi học, thì học một năm này cái chương trình này ra em uh, cái work permit của em đó uh, chỉ có một năm thôi tại vì em học có một năm một thôi uh, nếu em học 14 tháng thì họ, họ cấp cho cái work permit có 14 tháng và sau đó em phải có việc làm em phải đi làm rồi mới tính tiếp tới cái chuyện là tích lũy kinh nghiệm rồi kẹp thêm tiếng Anh để định cư chứ còn họ chỉ nói trống trống rằng là đi học một năm rồi sau đó học online cũng được, rồi sau đó cái rồi à, sang Canada để đi làm thì cái này thông tin nó chưa đủ, em phải xem thử cái trường này là trường công hay là trường tư, nếu như các cái trường tư đó là họ đào tạo các cái khóa personal support worker này đôi khi có 8 tháng thôi, nhưng mà với những cái du học sinh đến từ các cái nước khác nhau, cái yếu tố quyết định À, cái cơ hội việc làm của họ là học xong họ phải có cái giấy phép đi làm cái đó người ta gọi là cái post graduation work permit à, nếu như em học xong ở các cái trường tư thục à, các cái trường dạy nghề à, thì em vẫn có bằng cấp vẫn có chứng chỉ về cái personal support worker đó nhưng em không có giấy phép đi làm em không có cái work permit à, thì xem như em không được đi làm điều đó là điều chắc chắn và các cái doanh nghiệp á, À, họ cũng không thể thuê một cái người mà không có giấy phép đi làm Trong khi cái người này là tư cách là dân quốc tế à, Dân à, du học tới Thì à, trước khi mà em được nhận vào việc làm đó Họ luôn luôn hỏi à, bạn có cái work permit hay không Như vậy nói tóm lại Em phải xem thử cái chương trình học một năm này Là của trường công à, Tức là các cái cao đẳng Các cái gọi là public à, college hay là các cái community college thì cái này rất là dễ em có thể vào trong cái uh, google và em search cho dùm thầy cái uh, gọi là D, uh, DLI tức là designated learning institute uh, của chính phủ và xem thử họ có eligible để cấp cái PGWP uh, sau này hay không để xin được chứ và là để cấp cái chương trình đào tạo của họ là uh, nghiêm túc là có cái khung thời gian hẳn hoi nhưng mà phải kiểm tra là cái website của chính phủ quy định về những cái đơn vị đào tạo nào gọi là uh, hợp lý, hợp pháp để chính phủ họ cấp cái gọi là post graduation work permit thì em mới uh, mới học chứ còn cái thông tin em đưa ra và thông tin họ đưa ra là chưa đầy đủ nếu em cần cái tư vấn chuyên sâu em có thể đặt lịch thầy sẽ tư vấn cho em rõ ràng hơn à, và thầy cũng chưa biết được rằng là em tiếng anh như thế nào đó có đủ điều kiện để học chương trình này không à, rồi họ giới thiệu cho em là cái trường nào à, cho nên em phải phải có thêm thông tin thầy mới tư vấn được thì cái câu hỏi của của bạn này cũng sẽ áp dụng cho cho nhiều cái trường hợp khác mà à, có thể nghe ở đâu đó rằng có cái chương trình dễ như thế này và học online thôi thế thì học xong cái mới tá hỏa ra rằng là cái trường này là trường tư à, và không có à, đủ điều kiện để xin cái PGWP sang xem như cái việc học hành của mình vừa mất tiền mất thời gian và không có một cái tác dụng gì hết cẩn thận tại vì những cái thông tin họ đưa ra là chưa đầy đủ chưa được xác thực cho nên à, chúng ta phải cẩn thận à, bây giờ cái việc mà google cái việc mà tìm kiếm thông tin nó không khó nữa và những cái người mà có kiến thức về du học có kiến thức về định cư à, họ đang làm những cái công việc bao đồng giống như tôi là không hiếm cho nên các anh chị tiếp cận nhiều cái nguồn thông tin để xác thực cho mình trước khi mình gọi là đóng tiền rồi mình học à, xin các anh chị cẩn thận với các cái thông tin hồng hải rồi à, bây giờ tôi lại trả lời tiếp một câu thứ hai của hà trinh cho con hỏi là việc học online outside canada à, hết năm nay có thực sự ảnh hưởng đến việc xin pr à, chương trình cec sau này đúng không và thực sự là thế nào con có nhất thiết sang trước ngày 31 tháng 12 để không bị ảnh hưởng việc apply PR hay không. À, thầy có theo dõi các cái câu hỏi của Hà Trinh và thầy biết là có người đã trả lời cho con rồi. À, cái việc này là có thông tin của chính phủ hẳn hoi và nếu như con đã học tới hai học kỳ theo như con hỏi ở đâu đó mà thầy có đọc qua à, con đã học hết hai học kỳ rồi bây giờ trong Chính phủ họ cũng có nêu ra cái website Chính phủ họ cũng có nêu ra một cái uh, quy định là phải sang trước ngày 31 tháng 12 năm nay à, nếu không thì sau này cái điểm mà để xin gọi là cái CEC và cái Express Entry nó có thể bị ảnh hưởng và cái điều thực tế theo thầy khuyên con là con nên sang tại vì sao như vậy sang nó có nhiều cái lợi hơn à, nó chỉ có một cái bất lợi một chút xíu thế này nè Đó là cái việc mình sang Canada nó sẽ tốn thêm cái chi phí sinh hoạt đã. cho nên nếu đã chấp nhận sang Canada để học thì cố gắng sang đây như có nhiều lần thì, thì tư vấn trước cho các anh chị phụ huynh cũng như các cái bạn học sinh đó là cái cảm giác của mình khi mình học online ở Canada và khi mình học online ở Việt Nam nó sẽ rất khác bởi vì sao? Bởi vì mặt địa lý mà nói rằng là thời gian nó sẽ bị chênh lệch nhau. Bây giờ Hà Nội đang đi trước cái giờ của Toronto là 11 giờ và đi trước các cái tỉnh khác có thể là 13 giờ, 14 giờ. Cái việc uh, mà học online như vậy đó nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả của cái việc học là cái thứ nhất cái thứ hai cái cảm giác mình đi học nước ngoài mà ngồi học online tại việt nam nó cũng sẽ rất khác so với mình ngồi tại cái đất canada này à, tại vì sao khi mình học online đó à, là mình ngồi tiếp cận với cái máy còn sau khi mình học rồi mình đi ra ngoài à, thì cái môi trường của nó hoàn toàn khác nhau cái môi trường của việt nam là xe máy môi trường của việt nam bước ra khỏi là có cái quán ăn nó khác hẳn với những gì ở Canada, phải không? đó bước ra ngoài bầu trời nó sẽ rộng hơn, à, nó thanh thang hơn, nó ít người hơn à, và chúng ta cảm nhận được đây là Canada và mình đang ở Canada. À, với lại cái thứ hai nữa, khi mình đã thấy không yên tâm về một cái vấn đề gì đó thì không cần phải lưỡng lự. Tại vì nếu như mình cảm thấy rằng là à, nếu như cái thông tin của chính phủ hoặc là mình nghe ở đâu đó rằng là nếu như mình Cố gắng mình học hết cái chương trình mà nó vượt qua ngày 31 tháng 12 thì nó có thể bị ảnh hưởng đến cái uh, cái 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 điểm của mình sau này mình xin PR. Thế thì vì sao mình lại đắn đo cái chuyện đó? Vì sao mình đắn đo mà mình không sang Canada đi? Trong lúc Canada bây giờ đó là nó cũng không có giống như những người uh, ngoài người ta gọi là làm cho hoang mang đi. À, ví dụ như là dịch bùng ghê lắm à, rồi kéo nhau đi về bên Việt Nam à, họ kéo nhau họ đi về tại vì họ lo cho con họ còn những cái người lớn ở đây thì họ lại mong muốn để tiếp cận được với cái thực tế rồi qua để mà bắt đầu xin việc làm đặc biệt là cái thời điểm hiện tại khi vaccine nó đã chích được nhiều rồi và khi mà cái mùa này là cái mùa rất là đẹp à, cái mùa này mùa rất đẹp từ khi chúng ta sang ấy, là chúng ta không bị sốc nhiệt cho chúng ta đợi tới ngày uh, uh, 31 hay là trước ngày 31 tháng 12 thì chúng ta qua lúc đó là mùa đông, uh, lúc đó là mùa đông rất là lạnh và uh, chúng ta bắt đầu mới đổ thừa rằng là Canada nó buồn nó chán uh, tới vì sao bây giờ không qua để chuẩn bị trước mà lại phải đợi tới cái phút chót cho nên khi chúng ta cảm thấy không yên tâm thì chúng ta nhất định phải làm cái điều đó đi chứ đừng có đi hỏi chỗ này đi hỏi chỗ kia thầy biết à, con có hỏi chỗ kia rồi và có một bạn cũng đã trích dẫn luôn cả cái đường link của chính phủ ra liên quan tới câu hỏi của con à, nha à, đó là cái lời khuyên chân thành của thầy không cần phải đắn đo à, canada không nguy hiểm đến cái mức như là người ta nghĩ đâu mà bây giờ là à, vaccine họ đã cho chích rất là nhiều rồi. ở bây giờ các em học sinh từ 12 tuổi trở lên là đã được chích vaccine rồi. thế thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng nơm nớp lo sợ chứ sao lại không? đang bùng dịch ở bên đó mà chúng ta cứ đắn đo suy nghĩ hoài, rồi sau này nó ảnh hưởng tới cái cái cái, cái khả năng simbia của chúng ta rồi chúng ta lại hối tiếc ngày xưa vì sao chúng ta không bỏ ra thêm một hai ngàn đô để chúng ta sang đây cho nó sớm rồi chào lê thị thanh hương lâu lắm rồi không gặp à, anh về việt nam cách đây à, hơn một năm rưỡi rồi lần cuối à, là cách đây hơn một năm rưỡi và sau đó thì kế hoạch bị hủy hết tất cả các chuyến đi bị hủy cho nên không ra hà nội được à, em vẫn nghe livestream của anh dù em có chấp thuận của bang queensland úc rồi nghe anh thêm nhiều kiến thức chúc mừng em xin, uh, xin chúc mừng em được đến uh, nước của À, con kangaroo à, nước úc cũng là một cái đất nước đáng sống trên thế giới thời tiết có thể khác hơn ở canada nhưng mà nó vẫn thuộc cái khối thịnh vượng chung cho nên là có rất nhiều nét nó giống như canada à, nếu được chọn úc thì queensland vẫn là một nơi rất đẹp à, vẫn là một cái nơi rất đẹp à, anh biết có rất nhiều người họ ở new zealand nhưng mà họ lại sang bên à, à, úc để họ làm việc tại vì úc là một cái nơi mà có nền kinh tế tốt hơn, à, dân số cũng đông hơn, à, vui hơn. Xin chào à, Jenny Cao rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi rê xuống dưới để trả lời một số các câu hỏi. Có một số các câu hỏi thì tôi trả lời hơi bị dài, lý do là nó liên quan tới nhiều người khác. À, bây giờ Hà Trinh à, lại hỏi tiếp một câu đó đánh giá West nữa. Rồi cái West thì con nên à, à, liên hệ trực tiếp với West để à, gửi thông tin cho họ cái người mà trả lời chính xác nhất đó là tổ chức world education services à, ví dụ mình muốn đánh giá bằng cấp như thế nào hãy hỏi họ và hãy gửi hết các giấy tờ cho họ thì họ sẽ đánh giá và đây là một cái thủ tục gần như là bắt buộc bởi vì chính phủ à, cụ thể là bộ di trú của canada họ yêu cầu những cái bằng cấp ở bên ngoài canada kể luôn các bằng cấp ở mỹ à, tức là hàng xóm kế bên đây nhưng mà không phải do canada đào tạo thì các cái bằng cấp đó nếu muốn sử dụng để nộp xin định cư thì bắt buộc phải nhờ một cái tổ chức trung gian à, chuyên đánh giá về bằng cấp trong đó cái tổ chức gọi là world education service này họ phụ trách cái việc là đánh giá cái bằng cấp của uh, những cái người bên đi học bên ngoài Canada và sau đó cái việc đánh giá của họ, cái kết quả đánh giá của họ như thế nào thì chính phủ uh, cụ thể là bộ di trú của Canada sẽ công nhận. Uh, tuy nhiên, uh, cái uh, theo thông báo của uh, World Education Service đó thì họ bảo rằng nếu như chúng ta có những cái bằng cấp mà cần đánh giá thì chúng ta sẽ gửi cái bằng cấp cao nhất để đánh giá chứ đừng có gửi cho họ nhiều tại vì gửi cho họ nhiều sẽ mất thêm thời gian và mất thêm phí mà thôi cho nên chúng ta gửi cái bằng cấp nào cao nhất của chúng ta đến cái tổ chức này để đánh giá và à, mọi người nên nhớ rằng là cái IRCC tức là bộ di trú của Canada cũng là một cái client của world education service à, ví dụ các cái bộ di trú ở nước khác họ cũng nhờ cái tổ chức World Education Service này đánh giá thì cái uh, IRCC tức là uh, Canada Immigration ấy, là một khách hàng của tổ chức WES, cho nên mọi chuyện liên quan tới bằng cấp, liên quan tới đánh giá sự tương đương về bằng cấp, uh, nếu như không đào tạo, không được đào tạo ở Canada thì West là đơn vị sẽ chịu trách nhiệm chứng thực cho chúng ta cái mức độ tương đương của bằng cấp đó. Cho nên em liên hệ à, cái tổ chức WES này là chắc ăn nhất chứ đừng có đừng có hỏi ai cả và liên quan tới cái WES này thì có một hai bạn gì đó đã viết những cái bài rất chi tiết về cái việc chuyển đổi bằng cấp nhờ cái đơn vị World Education Service này đánh giá và bạn đã viết rất rõ mọi người có thể vào trong nhóm bấm vào cái chỗ à, gọi là cái kính lớp ấy, và chúng ta search cái chữ là Uh, WES để chúng ta xem lại những cái bài cũ của các bạn khác đã viết uh, Rất là chi tiết Tại vì uh, nếu như mà tôi nói không có bằng, không có chứng Và cũng không đầy đủ thông tin thì nó không có tốt Cho nên chúng ta phải đọc lại những cái bài mà những bạn đã làm rồi uh, Đã thông qua tổ chức này rồi uh, Để họ cho cái thông tin chính xác hơn Cường Nguyễn, good morning thầy Chúc thầy và gia đình uh, holiday vui vẻ rồi Cảm ơn em ở uh, Ottawa bây giờ sáng hôm nay là lạnh hơn hôm qua. Ở Mississauga này cũng vậy, hôm qua 33 độ, hôm nay sáng sớm ra thì có 12 độ thôi, vẫn phải mặc áo khoác để đi tập thể dục. Tu Lai Tu Lai hay là Lai Tu Lai Tư. Chào thầy, chúc thầy một ngày cuối tuần vui vẻ. Bên Canada bây giờ là thứ hai, tính ra là ngày đầu tuần. Tuy nhiên nó là một cái public holiday uh, là ngày uh, Hôm nay là happy birthday to Queen Victoria. Hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng Victoria. Anh Bình có trả lời giúp cái câu hỏi của Lê Kim Thanh, tức là vào trang mạng của chính phủ có nhiều khách sạn để chọn lựa, tại vì Kim Thanh có có hỏi rằng là khách sạn nào gần sân bay mà rẻ thì mỗi cái bốn cái sân bay lớn của Canada tức là À, trong đó có Toronto này, Vancouver này, đó, rồi à, ở ở Alberta có một cái và Montreal có một cái. Bốn à, cái khách sạn này là bốn à, cái, cái cái sân bay lớn này là có các cái chuyến bay quốc tế tới Canada hiện giờ và xung quanh những cái à, sân bay này thì à, có liệt kê ra một loạt những cái khách sạn mà à, chính phủ đồng ý nhận cái khách cách ly à, theo quy định là 3 ngày. À, 2.000 nhưng bây giờ có nhiều khách sạn họ rẻ hơn rất là nhiều rồi có những cái khách sạn nghe đâu chỉ có 1 hai ngàn thôi à, chúng ta vẫn phải bút 3 ngày mặc dù kết quả xét nghiệm tại sân bay được cung cấp sau khoảng cỡ 1-2 ngày nếu như sau 1-2 ngày đó chúng ta có kết quả âm tính thì chúng ta có thể rời khỏi khách sạn được tuy nhiên là tiền họ sẽ không hoàn lại đó là phải đóng liên tục 3 ngày rồi chúng ta sẽ đi sang một cái nơi cách ly khác à, mình đã đăng ký với chính phủ để mình cách ly tiếp cái thời gian còn lại là 11 ngày nữa. Cho nên là ở mỗi khách sạn như vậy họ đều có niêm yết cái giá cả, à, mình cứ lựa chọn thoải mái. Cường Nguyễn, em có một người bạn tốt nghiệp uh, Personal Support Worker năm ngoái nhưng không tìm được việc, à, chỉ được đi làm mấy chỗ Private Care mà Part Time Work thôi. Giờ đang chăm sóc một người lớn tuổi tại nhà riêng. Về công việc khó khăn và nhiều trở ngại. À, vệ sinh thuốc thang này kia cho họ đúng cái công việc này đó là công việc rất khó bởi vì khó quá cho nên ít người chịu làm cái công việc mà chăm sóc à, sức khỏe này nó không có đơn giản chút nào hết tại vì ngoài cái việc là phải biết được tâm lý à, của cái người già với những cái người già này họ ở trong long term care home đó, thì chúng ta cũng biết đôi khi họ đảng trí à, đôi khi họ tính khi họ thất thường tại vì khi mà già là giống như con nít mà đó, à, khi những cái người mà rất là già rồi thì bắt đầu trí nhớ họ không có tốt nữa. À, cái này là quy luật của của muôn đời thôi, nó là sinh lão bệnh tử ai cũng biết rồi. Đến một cái lúc nào đó, tất cả chúng ta à, hiếm hoi lắm mới có những cái người gọi là minh mẫn ở cái tuổi 8 90, chứ còn đa số là chân tay thì bắt đầu yếu dần đi, à, còn lại da bọc xương, phải không? Rồi tâm lý thì thất thường tại vì cái não bộ của chúng ta đã tồn tại đã theo chúng ta đến gần cả mấy chục năm tám chín chục năm chúng ta sử dụng nó quá nhiều rồi cho nên trí nhớ thì cũng gọi là hao mòn đi rất là nhiều có nhiều người bình đẳng trí rồi về gọi là sức khỏe thì họ không đủ để chăm sóc bản thân thì như tôi nhắc ngay từ đầu họ mới vào những cái long term care home cho nên công việc của personal support worker không hề dễ đòi hỏi một sự kiên nhẫn và theo cái tỷ lệ tỷ lệ mà mà những cái người mà bỏ nghề này nó rất là cao à, mặc dù là không có con số thống kê chính xác nhưng mà theo tôi biết rằng là những cái nghề mà làm personal support worker này nếu thực sự không yêu nghề đó, và nếu như họ có một cái sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn thì họ sẽ chuyển nghề cho nên cái nhu cầu là có thật nhu cầu hoàn toàn có thật nhưng mà các anh chị em cũng biết rồi những cái long term care home này đó là một số là của chính phủ nhưng mà rất nhiều các cái công ty cá nhân các cái tổ chức gọi là tư nhân á, họ vẫn đứng ra để họ làm cái công việc gọi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già. À, cho nên có gọi là cái private business thì họ có họ có luôn cung cấp những cái dịch vụ này và cái việc làm á, thì có đó nhưng mà có khi bị cắt giờ tùy theo những cái hợp đồng mà họ kiếm được à, chứ chứ không nhất thiết phải không nhất thiết là lúc nào cũng có việc một cách ổn định lâu dài đâu còn nếu mà làm trong những cái long term care của chính phủ thì dĩ nhiên nó ổn định rồi à, à, nói chung là công việc đòi hỏi phải được đào tạo và công việc này là cực À, nếu các anh chị mà ở Việt Nam nếu mà có một uh, người ông hay người bà mà đang bị bệnh mà chúng ta cảm thấy chăm sóc họ cũng rất khó bưng cơm cho họ ăn đút cơm cho họ rồi chúng ta cũng cảm thấy rất là phiền thì không nên chọn cái ngành personal support worker này cái đó là thực tế chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta một hai chúng ta phải sang đây rồi chúng ta chọn những cái ngành mà nó quá khó uh, đối với chúng ta Chúng ta chưa kịp làm thì chúng ta đã bỏ cái ý định đó rồi. Nó rất là phiền. Mà trước khi mà được đi làm như vậy là như tôi nói phải đi học. Phải đi học cái nghề đó. Phải học cái cách mà ẩm người già như thế nào rồi đỡ họ ra làm sao. Đúng không ạ? À? Rồi lâu cho họ như thế nào. Lâu chùi cho họ như thế nào. Rửa ra làm sao. Và thay thuốc thay men thì dĩ nhiên có y tá rồi cho personal support worker chắc chưa có cửa để mà mà sử dụng đến thuốc men mà chăm sóc cho họ đâu tại vì cái việc đó việc của y tá nhưng nói chung công việc này chúng ta tưởng tượng không thì chúng ta đã thấy rất là khó đòi hỏi sự kiên nhẫn đòi hỏi cái tình yêu thương thực sự chứ không phải là đơn giản để mà đánh đổi rồi sang đây làm không được rồi chuyển trường chuyển ngành chúng ta lại mất một đống tiền khác mà chưa chắc nó đã đi tới đâu cả Nguyễn Bích Ngọc, thầy ơi con trai em sắp qua Canada học lớp 10, cháu học khá môn toán, thầy cho lời khuyên nên chọn 4 môn nào trong kỳ 1? Thật sự nếu như mà cháu sang học lớp 10 thì môn toán, nếu mà cháu khá thì cháu có thể học một môn toán, môn toán là môn bắt buộc. Và tốt nhất là cháu nên chọn những cái môn mà chắc chắn trường cũng sẽ cho, đó là các cái môn ESL trước. Tại vì những cái sinh viên quốc tế đó là sang đây thì thường thường phải học những cái môn gọi là ESL ở cái second language trước mặc dù tiếng Anh bên mình có nhưng mà thường nếu mà IELTS trên 6 chấm thì được miễn 1 2 hoặc 3 cái học kỳ cái course liên quan tới Excel nhưng mà cháu vẫn sẽ học những cái môn khác người ta gọi là cái môn English, tức là giống như cái môn văn tiếng Việt của mình đó, tức là dân bản xứ ở đây họ vẫn phải học cái môn English đó. Thì cái lời khuyên của tôi nếu mà cháu mới sang trong học kỳ 1 thôi, ban đầu bỡ ngỡ, cho dù cháu có tiếng Anh giỏi đi chăng nữa thì chỉ học một cái môn chính thôi là môn ví dụ môn toán. Đó. và ba môn còn lại có thể chọn những cái môn gọi là optional trong cái danh sách những cái môn elective, tức là các cái môn tự chọn. Ví dụ như healthcare rồi ví dụ như các cái môn là visual art nó sử dụng ít tiếng Anh hơn hay là chọn những cái môn gọi là tiếng Anh bổ trợ giống như là cái ESL như vậy để làm quen với cái việc học trước chứ còn mà tấp vào ví dụ như chọn toán, lý, hóa sinh trong cái học kỳ 1 luôn thì cháu sẽ bị gọi là bức uh, gọi là bị burn out không theo kịp cho nên là tốt nhất chỉ chọn một hoặc là tối đa là hai môn compulsory bắt buộc mà cái môn đó gọi là math và science science thì nó tính tới các cái môn toán uh, môn lý hóa sinh còn trong đó toán thì họ tách riêng ra họ gọi là math math and sciences nếu mà chọn bốn môn liên quan tới math và Sciences thì nó rất là nặng cho nên chúng ta sẽ chọn những cái môn khác uh, mà không đòi hỏi quá nhiều tiếng Anh, và không đòi hỏi phải làm bài tập liên tục quá nhiều. Xin chào Hiền Dương. Clara Chang, có chào thầy. À, thầy ơi, có tin 21 tháng 6, Canada gỡ lệnh cách ly tại khách sạn chỉ định đúng không ạ? À? Họ không nói rằng 21 tháng 6 là họ gỡ cái lệnh này, nhưng mà họ nói rằng là sẽ gia hạn tới ngày 21 tháng 6. Và các anh chị em cũng có thể biết rồi, với cái điều kiện, à, với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì những cái chính sách mà gia hạn, gia hạn này họ chỉ gia hạn một thời gian, ví dụ như à, cái cái việc mà stay at home order đó, một lần như vậy họ gia hạn là à, 28 ngày, tức là gần một tháng. Rồi sau đó họ thấy tình hình không ổn là họ tiếp tục gia hạn, điều đó có nghĩa là ngày 21 tháng 6 này thì cái việc cách ly ở khách sạn nó vẫn đang thực hiện và... Trước đó một vài ngày chắc chắn nếu mà họ muốn gia hạn thêm thì họ sẽ tiếp tục gia hạn và sau đó họ cứ gia hạn một lần như vậy trung bình là một tháng. À, ví dụ tới ngày 21 tháng 6 thì họ nói là à, bây giờ hết cái thời điểm gọi là à, quy định cách ly này rồi nhưng mà chúng tôi sẽ gia hạn tiếp thêm một tháng nữa do tình hình dịch bệnh nó chưa có gọi là được kiểm soát một cách hoàn toàn cho nên chúng ta phải xem tiếp thêm những cái thông báo của chính phủ còn những cái mà họ kêu là gia hạn tới cái ngày đó chúng ta nói gia hạn tới ngày đó lỡ trước ngày đó họ tiếp tục gia hạn nữa thì chúng ta phải theo cái 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 việc gia hạn mới hạnh đổ à, chào thầy con em sắp qua Canada vào tháng 7 này à, thầy cho hỏi sau khi cách ly 3 ngày tại khách sạn thì mình về nơi mình thuê gần trường để à, Tiện việc học để cách ly tiếp 11 ngày luôn được không hay phải cách ly chỗ khác trước khi về nơi chính thức nếu như cái nơi mà chính thức à, chúng ta ở lâu dài đó có cái điều kiện cách ly à, có điều kiện cách ly đúng quy định ví dụ như có cái workroom riêng à, có lối đi riêng có người cung cấp thực phẩm chứ không có đi lung tung à, thì chúng ta sẽ xin cách ly tại cái địa điểm thường trú đó ở Canada có rất nhiều ví dụ như là à, họ cách ly à, 3 ngày tại khách sạn sau đó họ họ có kết quả là âm tính thì họ về ngay tại cái chỗ nhà bà con của mình để cách ly tiếp 11 ngày. Tuy nhiên cái việc mình tự khai báo cái địa điểm cách ly đó và mình cam kết rằng là cái địa điểm cách ly mà à, lâu dài trong vòng 11 ngày rồi sau đó ở đó luôn đó là đủ điều kiện thì mình tự khai với chính phủ và nếu mình khai sai có chuyện gì xảy ra. À, ví dụ như về đó mà, mà làm cho cái khu vực đó nó tạo ra một cái outbreak tức là một cái ổ dịch thì chúng ta quay chừng chúng ta bị phạt rất là nặng tại vì chúng ta có kê khai với chính phủ à, rằng là cái điều kiện mà cách ly 11 ngày đó nó là an toàn à, cho chính bản thân và cho cộng đồng chúng ta cẩn thận chứ theo tôi biết là có, có thể làm được việc đó. Ừ cụ thể là tôi có một cái uh, uh, học sinh và uh, đi theo là bố, tại vì bố đi theo học sinh dưới 18 tuổi thì nguyên tắc họ phải cách ly ở khách sạn, chứ còn trẻ mà dưới 18 tuổi thì không cần cách ly tại khách sạn, à, không cần cách ly tại khách sạn của chính phủ, mà tại vì uh, đứa trẻ nó đi với bố, cho nên là hai cha con cùng cách ly ở khách sạn và sau đó hai cha con sẽ về cái nhà của người bà con để cách ly tiếp 11 ngày thì cái gia đình đó họ phải có một cái phương án an toàn cho những cái người đang ở tại tại nhà và cho cả hai bố con mà à, trong cái giai đoạn là cách ly 11 ngày ví dụ như phải dành nguyên một cái tầng à, nguyên một cái tầng nhà cho hai bố con à, để giữ khoảng cách với các thành viên khác và cái việc mà à, sử dụng washroom là phải riêng à, hai cha con thì sử dụng cái washroom đó Thế nhưng mà không được sử dụng chung với những cái người khác rồi thức ăn thức uống phải có một cái cách gọi là à, tiếp nhận như thế nào nó hoàn toàn phù hợp với cái quy chuẩn của việc cách ly còn cách ly bắt buộc như ở ở Việt Nam mình thì không phải ở đây họ họ đánh giá rất cao cái sự tự nguyện và cái tính trách nhiệm của mỗi người Thanh Trúc Lê em có nhờ người chị của em làm giám hộ cho con em nhưng khi bé có visa rồi À, chị của em không chịu làm giám hộ cho bé nữa Vậy khi con em chưa qua Canada em có thể nhờ công ty du học giới thiệu homestay à, cho con em được không Chị của em có vi phạm luật giám hộ của bé không Hoàn toàn không Tại vì giám hộ là à, cái người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, cha mẹ ủy quyền cho cái người ở Canada làm giám hộ. Bây giờ chị em không chịu nữa thì nhờ một cái người khác làm giám hộ và họ cũng sẽ làm cái thủ tục giống y cha như chị của em đã làm. Có nghĩa là điền thông tin uh, của cái người giám hộ vào trang số 1, uh, vào trang số 1 và thông tin của hai uh, của bố của mẹ uh, của học sinh vào. À, trong trong cái trang 1 trang 2 đó rồi sau đó bên Canada mới ra cái văn phòng luật sư à, hoặc là công chứng viên để chứng nhận là chấp nhận làm giám hộ cho cái học sinh này, học sinh dưới 18 tuổi. Rồi à, sau khi đó sẽ gửi cái bản mà đã có công chứng ở bên Canada gửi về phía Việt Nam. Sau đó thì gia đình sẽ đem cái trang 2/2 2 đến cái sở tư pháp hay là một cái phòng công chứng nào đó tư nhân cũng được để xác nhận đồng ý thì lúc đó cái giấy giám hộ đó sẽ mặc định là có hiệu quả như vậy là vô tình sẽ có hai cái tờ giám hộ nhưng mà cái tờ cập nhật nhất thì chúng ta xài ví dụ chị em có thể ký cách đây hai ba tháng nhưng bây giờ là người ký mới thì em có thể cầm cái tờ mới đi không ảnh hưởng gì cả chị em không phạm luật không sao cả nha yeah. Uh, tiếp theo uh, anh uh, bình có trả lời cho chị lê kim thanh mình thấy uh, courtyard của marriott đang giảm giá còn 80 một đêm tám uh, một đêm nếu mà tính luôn dịch vụ tất cả các thứ vào thì khoảng cỡ uh, khoảng cỡ hai ba trăm gì đó hai ba trăm gì đó là tối đa thôi cho nên là uh, các anh chị cứ có thể liên hệ cái khách sạn nào uh, mình cảm thấy rẻ nhất tại vì thực ra ba ngày này cũng chúng ta không cần cái nhu cầu gì nhiều lắm đâu, chúng ta cần một cái phòng an toàn để chúng ta ở thôi. À, Phượng Đinh, Phượng Đinh. Em chào thầy, con em sắp tốt nghiệp lớp 12 ở Ontario để vào đại học ba tỉnh, bang. cháu chọn là Ontario, Manitoba, Alberta. À, theo, Theo lên, à, tức là nên chứ? À, theo thầy là nên chọn ban nào học ra trường có việc làm để xin PR cháu học về kỹ thuật cơ khí robot. Hình như là hôm trước à, mình cũng có hỏi rất nhiều lần về cái, cái kế hoạch của cháu thì thầy có phân tích rồi cả cả nói và cả viết à, đều điều có phân tích rồi. Thế này bây giờ đó là cái chương trình với các cái cháu mà học và đại học thì đừng có, đừng có lo nhiều tại vì các cái tỉnh ba nó không khác nhau nhiều lắm đâu. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì các cháu đã đi học đại học và các cháu trẻ tuổi, các cháu có kiến thức và đi học đại học nữa thì ra trường sẽ có việc làm. Đó, tại vì học 4 năm mà ra trường sẽ cố gắng tìm việc làm. Việc làm xong rồi thì cái đó là cái mấu chốt để chúng ta à, quyết định cái việc là nộp hồ sơ và các cháu mà trẻ như thế này, thì có thể cạnh tranh cái việc xin định cư ngay trong cái hệ thống Express Entry, tức là hệ thống của liên bang. À, các cháu có bằng đại học, các cháu cố gắng học thêm tiếng Anh cho cao, tại vì 4 năm học đại học không có ít chút nào hết á, à, không có ít. Cho nên các cháu phải trâu dồi tiếng Anh cho nó tốt, để làm sao đó khi ra có thể thi được 8 điểm IELTS. Rồi các cháu có một cái việc làm ổn định để tích lũy kinh nghiệm, cùng lắm thì các cháu sẽ làm hết một năm. À, làm tròn một năm à, từ cái notch 0 AB trở lên thì sau đó sẽ tích lũy được kinh nghiệm và nộp theo cái chương trình Canadian Experience Class đó là ưu tiên cho những cái người mà đã và đã học tập và đã có việc làm tại Canada à, thì cho nên cái việc mà chọn cái tỉnh nào đó là gia đình phải xét về mặt tài chính trước tại vì Ontario đại học nó đắt tiền hơn đại học đắt tiền hơn hai tỉnh Manitoba và Alberta là hai cái tỉnh gọi là À, lạnh và xa, có thể là không phải là cái địa điểm hoặc là lý tưởng để các cái du học sinh quốc tế họ đến họ chọn, đó cho nên học phí ở đó sẽ rẻ hơn. Đó. Thì bây giờ tùy gọi là lựa cơm mà gấp mắm thôi. Gia đình mình muốn cho cháu à, đến một cái nơi mà đông hơn, à, khí hậu nó ít khắc nghiệt hơn, thì chúng ta sẽ chọn cái Ontario. À, còn không thì chúng ta về các cái tỉnh Manitoba và ngoài cái chương trình định cư của liên bang tức là cạnh tranh theo cái cái số điểm và cạnh tranh với nhiều người trên toàn toàn Canada thì các cháu vẫn có những cái chương trình định cư theo đề cử của tỉnh bang tỉnh bang Ontario cũng có nhiều cái chương trình định cư theo đề cử của tỉnh Manitoba cũng vậy và Alberta cũng vậy tôi đã đọc cái website rồi và tôi không thấy có một cái sự khác nhau nhiều về các cái chính sách về định cư theo tỉnh này đó, nó không nó không dễ đâu đừng có nghĩ là nó dễ nó có điều kiện hẳn hoi chứ không hề dễ đó tuy nhiên nếu như mà cháu là học đại học nếu như cháu trẻ tuổi cháu có tiếng anh cháu ra trường đi làm thì cái việc mà xin định cư nó không phải là là quá khó để mà chúng ta phải đắn đo chúng ta đắn đo nhiều nhất là gì là cháu có thể có đủ tiền để mà học ở tỉnh Ontario hay không là cái thứ nhất cái thứ hai là khi về Manitoba thì cháu có đủ cái khả năng chịu đựng thời tiết rồi uh, cháu phải chấp nhận cái lối sống ở cái vùng được xem như là gọi là uh, ít phồn hoa đô thị hơn cái tỉnh Ontario à, cho nên là đừng có lo với những cái người lớn thì tôi có lời khuyên là nên này nên kia còn những cái cháu nhỏ thế này đó là cứ tìm đến những cái nơi mà cơ hội nó nhiều đó. và để khẳng định mình tại vì tuổi trẻ à, tuổi trẻ cho nên là cứ đến các cái tỉnh lớn cơ hội cạnh tranh nó sẽ nhiều còn nếu như học ở tỉnh Ontario ra trong 4 năm học mà ra trường vẫn không tìm được việc làm thì phải nhìn lại mình vì sao như vậy à, và vì sao mà học 4 năm xong mà mình không có thi IELTS được 7 chấm rưỡi 8 chấm là mình có vấn đề phải không ạ à? Tại vì mình tốn rất nhiều tiền của cha mẹ mà mình không cố gắng mình không nỗ lực thì cái đó là một cái lỗi của cái người con cái người mà đang gọi là được cha mẹ tài trợ cho đi học mà không học cho nên người không cố gắng à, cho nên á, là tuổi trẻ hãy cạnh tranh những cái nơi mà có cơ hội nhiều cho mình còn những cái người lớn thì họ hết đường thì họ sẽ chọn những cái tỉnh bang xa hơn khắc nghiệt hơn về mặt thời tiết chính sách định cư có thể dễ hơn một chút chứ không phải là dễ quá đâu à, các anh chị à, cứ đừng có nghĩ rằng nó dễ và thêm một cái nữa khi mà các cái tỉnh này nó dễ là dễ tại thời điểm bây giờ chứ còn sau này vì tất cả mọi người đều xem tỉnh đó dễ và đổ về dưới đó cuối cùng á thì từ dễ mà quá nhiều người nó sẽ thành khó đó sẽ thành khó và cái chính sách định cư của chính phủ là họ thay đổi liên tục năm nào cũng có thay đổi các anh chị có thể nhìn thấy trong cái cơn dịch này là là biết rồi bao nhiêu cái chính sách thay đổi à, thay đổi liên tục à, thay đổi tới chóng mặt luôn và thay đổi có lợi à, còn nếu mà 4 năm sau bây giờ cháu mới học 12 4 năm sau cháu học ra trường thì cái chính sách đó có bao nhiêu lần thay đổi và chưa chắc tỉnh Manitoba họ để nguyên cái chính sách đó như bây giờ hay là Alberta có thể là dễ hơn bây giờ nhưng mà tương lai nó sẽ khó hơn cho nên chúng ta không biết chắc được cái việc chúng ta tính đi là gì cố gắng cho vào học được đại học tùy vào cái tình trạng tài chính của gia đình nó tốt hay là nó không tốt và tùy vào cái năng lực của cháu cháu có thấy cố gắng hay không chứ còn nếu mà đã trẻ mà cha mẹ đã cho tiền học mà lại cứ sợ học không được rồi cuối cùng là chọn về cái phương án xa chưa chắc cháu đã tiếp tục học đại học đâu về dưới đó mà cháu học không tốt cháu cũng đã thôi bây giờ học cao đẳng thôi như vậy một năm học đại học xong cái xong rồi cháu kêu thôi bây giờ học đại học khó quá cháu chuyển xuống cao đẳng gia đình lại mất tiếp tục thêm một năm cho nên cái này cần phải tư vấn chuyên sâu chứ còn mà À, cứ bây giờ mà cứ mung lung hết ngày này qua ngày khác thế này là không ổn thật sự là không ổn chút nào hết cho nên tôi nói với quý phụ huynh á, mà có con, con đi du học tìm đến những cái người có kiến thức thực sự và am hiểu về nhiều thứ chứ không chỉ phải là định cư hay là việc làm không thôi, mà họ phải biết tư vấn về giáo dục à, để họ đưa ra cho mình những cái gợi ý cách đây khoảng ba hôm tôi có tư vấn cho một phụ huynh À, cũng là thành viên của nhóm tôi không có liệt kê tên ra thôi nhưng mà à, phụ huynh rất nghiêm túc à, là xin một cái buổi hẹn của tôi đàng hoàng và xin phép cho nói chuyện để có định hướng cho một cháu đang học lớp 11 à, và tôi yêu cầu phụ huynh á, là chọn một cái khung giờ mà có con cùng nghe tại vì cha mẹ là cái người cho con đi học trong khi đó con là cái người trực tiếp đi học và tương lai là tương lai của con chứ cha mẹ mà cứ đi hỏi cho con con không tự ý thức được để mà tự tìm đến cái nguồn thông tin thì xem như cái việc đó là cha mẹ đang làm sai cha mẹ đang làm sai cha mẹ đang lạm dụng cái quyền của mình để hỏi cho con cái đó hỏng việc con phải là cái người đi cùng nghe cho nên chị phụ huynh với lại là con trai đã gặp tôi và tôi tư vấn tôi tư vấn cho rất kỹ và tại vì tôi tư vấn không phải tư vấn cho phụ huynh tôi tư vấn cho đứa con đó à, để cháu nó biết được cháu cần cái gì và tôi cũng phải biết được cháu mạnh về cái thế như thế nào chứ không phải là cha mẹ cứ nói rằng tôi muốn cho con tôi học cái này tôi muốn cho con tôi đi tỉnh kia là cái đó không đúng tại vì chúng ta đang ở việt nam nữa trong lúc con mình nó đang ở canada vì sao lại thay cho con để hỏi vô lý hết sức À, cái này tôi không đồng ý với quý phụ huynh ở cái điểm này cho nên khi mà tôi tư vấn không bao giờ tôi tư vấn cho phụ huynh không đâu không phải à, tôi tư vấn luôn cho cả con à, nếu mà tôi là cái người tư vấn nếu như hai vợ chồng thì tôi yêu cầu là cả hai vợ chồng cùng nghe tại vì cái kế hoạch này là của hai vợ chồng chứ không phải của một một người còn trong khi đó cái việc học là việc của con thì phụ huynh không nên can thiệp nhiều nếu như phụ huynh không biết tại vì cuối cùng con có học được hay không chứ còn bây giờ tôi tư vấn cho con về học Ontario tôi tư vấn cho con học ngành này ngành kia mà trong lúc tôi không biết mặt con là ai à, rồi tôi cũng không biết cháu nó mạnh về cái thế gì tương lai của nó ra làm sao đó à, rồi làm sao mà tư vấn được cho nên là là chị nên à, chị nên cho cháu một cái cuộc hẹn à, mà nghiêm túc chứ không phải là À, là chị cứ hỏi đi hỏi lại xong rồi chị nói với cháu thế này thế kia vô tình là 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 cháu sẽ rất là bực mình Cháu nói vì sao việc của con mà mẹ cứ can thiệp nhiều thế Phải không ạ à? Đó thì các anh chị nhớ rõ là như vậy à, Tôi thì tôi nói thẳng như vậy chứ còn tôi không có cả nể ai cả à, Tôi rất lịch sự nhưng mà những cái gì à, là cha là mẹ à, Thì mình phải biết được cái trách nhiệm của mình nó dừng ngang đâu À, và lúc này không phải là mình đi mua cái áo cái quần cho con nữa mà con phải là cái người tự đi tìm cho mình một cái món mình thích tại vì nó mặc chứ mình đâu có mặc phải không ạ còn lâu rồi từ xưa tới giờ ví dụ như con nó một hai tuổi ba bốn tuổi năm sáu tuổi 10 tuổi cũng được nữa thì cái việc mình chọn cái áo cái quần cho con là hợp lý tại con nó chưa biết sự lựa chọn nhưng mà nó 14 15 tuổi nó biết cái thị hiếu của nó à, nó biết màu gì nó thích chứ sao lại chúng ta lại chọn cho con được cái đó là sai. Cái đó cha mẹ không nên lạm dụng cái quyền đó. Ba Ngô, thầy cho con hỏi con tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Tên rất là dễ sợ. Chuyên ngành kinh doanh quốc tế được gọi là International Business. Nhưng muốn học sau đại học chuyên ngành bên Mental Health. Khả năng đậu visa cao không? Con cảm ơn thầy. Bây giờ cái việc mà đi du học, nó liên quan tới cái lộ trình học tập cái kế hoạch học tập mình phải chứng minh cho chính phủ biết được rằng là cái việc học của mình nó hợp lý. Tại vì những cái người tôi nói với các anh chị thế này, những cái người mà đi học sau đại học tức là có một cái bằng rồi á, thông thường cái lý do bị từ chối à, chính phủ họ từ chối không cấp cái visa, họ nêu rất rõ đó là liên quan tới cái lộ trình học tập. thì cái lý do mà chi tiết họ nêu ra thế này nè, vì sao anh đã học một cái ngành này rồi? mà anh chuyển sang học một cái ngành khác. À, nếu như anh trả lời cho tôi một cách thỏa đáng, cái việc chuyển ngành của anh có lý do, có mục đích rõ ràng, có động cơ đi học thì tôi sẽ tin. Và tôi tin thì tôi sẽ cấp cái 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 study permit cho anh. À, còn nếu mà anh không thuyết phục, anh không certify tôi được, thì lãnh sự họ hay dùng cái câu gọi là là uh, the applicant. Right. uh, didn't satisfy me hoặc là I was not satisfied tôi tưởng là tôi không hài lòng với cái, cái hoạt động học tập của cái anh này và nếu mà muốn đi sang cái chi tiết á, à, thì các anh chị sẽ thấy họ liệt kê ra rất rõ họ sẽ nói thế này à xét vì cái người nộp đơn xin du học này đã học xong một cái ngành a đó mà bây giờ lại chuyển sang học một cái ngành b trong đó uh, gọi là uh, thấp hơn cái kiến thức mà học nó sẽ thấp hơn và cái khả năng xin việc làm nó không có phù hợp à, sau này nó không có cao sau này hoặc là ở tại đất nước của cái người mà nộp đơn này cũng có cái ngành học như vậy vì sao lại bỏ rất là nhiều tiền à, một cái 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 expensive cost một cái high cost để mà đi học ở cái nước ngoài thì à, về mặt gọi là cả tình cả lý thì những cái người này đi học họ mang theo trong mình một cái động cơ đa số chính phủ họ biết chứ không phải không nhất là người việt nam đi sang canada đại đa số là mang theo một cái ý định ngầm có nghĩa là đi để định cư để tìm lại việc làm thì chính phủ họ vẫn khuyến khích chứ không phải không rõ ràng là ông bộ trưởng uh, bộ di trú ông vẫn nói rất là rõ chúng tôi cần các bạn chúng tôi cần các bạn ở lại đây hãy đến đây học và ở lại đây họ nói như vậy trên báo chí luôn trên truyền thông luôn nhưng mà trước khi các bạn đến đây và thì nhân viên lãnh sự của chúng tôi, tôi đang không phải nói như vậy nhưng mà ý muốn nói rằng là gì, trước khi quý vị đến đây học thì quý vị phải chứng minh được rằng là quý vị là một cái người đi học thật sự, có khả năng thật sự và cái việc đó nó thể hiện qua là gì, là kế hoạch học tập của các uh, các vị nó như thế nào. chứ còn bây giờ học một cái ngành uh, hoặc là kinh doanh quốc tế mà tự nhiên vậy comment Mental Health. Vì lý do gì em giải quyết được không? nếu em là cái người mà nộp đơn xin học và em giải trình cho tôi, giả dụ như tôi là cái người duyệt hồ sơ của em và tôi bị thuyết phục, à vì cái cô này sau khi cổ học cái ngành kinh doanh quốc tế ra, cổ có đi làm cho một cái bệnh viện, à, ví dụ như vậy, một cái bệnh viện tâm thần, ví dụ như vậy nhé, một cái bệnh viện tâm thần à, trong một cái thời gian và cổ có tìm hiểu về một số các cái ngành À, liên quan tới y tế sức khỏe và vì vậy bây giờ cũng quyết định sang học thêm cái mental health để sau này à, là gọi là đi sâu hơn về cái lĩnh vực gọi là mental health này về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế à, chăm sóc về gọi là, là tinh thần nó như thế nào thì phải chứng minh cho họ rất rõ cái động cơ của mình đi học còn nếu như em không thuyết phục được họ thì họ sẽ từ chối còn tốt hơn hết thì em nên chọn những cái ngành nào mà em uh, nó phù hợp với cái kinh nghiệm việc làm của em, nó phù hợp với cái triển vọng nghề nghiệp của em sau này. Chứ tự nhiên không một cái ông kế toán học ra 4 năm kế toán có bằng CPA đủ thứ bây giờ đùng đùng một cái là đi học về ngành y tá. Nó vô lý hết sức. Một ông kế toán. À, mà đã có kinh nghiệm kế toán, đã có bằng cấp thế này tự nhiên ông nhảy xuống Ông đi học về cái personal support worker hay là ông học về mental health. Cái chuyện này nó rất vô lý. À, mà có những cái vô lý đối với người khác nhưng mà mình giải trình được, mình thuyết phục được, Mà nó trở thành có lý thì hoàn toàn sẽ được duyệt visa, còn không là từ chối tại vì nó vô lý hết sức và họ họ biết được rằng cái ý định này là ý định ý định ngầm tại vì em cũng biết được rằng là cái liên quan tới cái cái health thì sẽ có cơ hội việc làm. Đó, nhưng mà lãnh sự họ vẫn biết chứ, à, họ xét không được, cái người này đã học trước giờ không có kinh nghiệm gì về mental health hết, và giờ đi học cũng sẽ khó, à, mà đi học làm cái gì học lãng phí, thì họ sẽ nêu ra những cái lý do như vậy để họ từ chối. Hà Trinh, à, vâng con hiểu rồi ạ. À. Vậy để con. Uh, chuẩn bị giấy tờ rồi tìm nhà, bút vé máy bay cho kịp. Cảm ơn lời khuyên của thầy, con cũng tính đi tiêm vaccine tại Việt Nam trước khi qua. À, tiêm vaccine thì tùy con thôi, à, thì tùy con thôi chứ không phải à, à, là à, bắt buộc gì. À, nhưng mà test covid 72 giờ là có thật là yêu cầu đó. Tiếp theo, Sala à, em chào thầy, xin chào Hà Ngọc Bích thầy cho con hỏi liệu CECRS có khi nào tro xuống 350 không? Nó đã từng rớt xuống 75. Nhưng mà cái đó là cái chuyện từ trên trời đâu rớt xuống và hôm trước tôi có phân tích một lần nó rớt xuống 75 là có lý do, họ vớt hết. Và cái anh mà 75 đó, tôi nghĩ, tôi nghĩ là nó bị rò rỉ một cái thông tin nào đó rằng là sẽ có đợt vớt hết cho nên là họ mới vào cái hồ và họ chỉ được 75 điểm thôi. Tức là họ chỉ có kinh nghiệm việc làm thôi. Một năm kinh nghiệm việc làm là gần như đã đủ 75 điểm. 350 khả năng có nếu như dịch nó tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết nó sẽ không kéo dài đến cái mức gọi là từ năm này qua năm nọ đâu. Tôi nghĩ rằng trong năm nay thôi thì dịch sẽ khống chế ít nhất là ở Canada. Khi mà vaccine nó tiêm gần như là 75-80% tạo ra cái miễn dịch cộng đồng thì thì uh, cái điểm này nó sẽ lê lại và khi đó kinh tế cũng bắt đầu mở cửa trở lại thì nhiều người sẽ nộp hồ sơ nhưng tôi đoán 307 trăm bảy trăm tám là có ba trăm bảy ba trăm tám sẽ là có tại vì hôm giờ họ họ rút gần hết rồi như vậy là nếu cái những cái đợt tiếp theo có nghĩa là họ sẽ mời những cái người mà vừa mới đủ một năm kinh nghiệm tại vì có những người là uh, bây giờ mới có 11 tháng rưỡi chưa đủ nhưng mà hai tuần sau họ đủ cái điểm gọi là một năm kinh nghiệm thì bắt đầu họ sẽ rút. Nhưng mà nó sẽ rơi vào cái điểm khoảng cỡ 707, 708, 79 thì có 735 tôi chưa dám kỳ vọng. Đó, chúng ta hãy mong sao cho nó có một cái đợt như vậy họ vớt sạch luôn thì may ra. À, tiếp theo thêm Vũ. Em chào anh Hòa, xin chào Hiệp Nguyễn, chào anh Hòa hai con tôi đã được tiêm vaccine cháu kể lại bằng sự trân trọng và biết ơn chính phủ canada tổ chức tiêm vaccine rất chuyên nghiệp và rất nhiều công sức chúc mừng cho các con điều này tôi có nói hôm trước rằng là chúng ta phải uh, ghi nhận cái sự nỗ lực của chính phủ cái việc tiêm vaccine các anh chị à, à, chắc là chưa nếu mà ai chưa đi thì chưa biết cái mức độ chuyên nghiệp của họ đâu ở cái phạt maxi thì đơn giản ở phạt maxi thì thì một lần như vậy vào chỉ có một vài người xong rồi tiêm và nhưng mà cái thủ tục thì cũng giống y chai như nhau tức là vẫn phải đăng ký vẫn phải được tư vấn trước khi chích và vẫn phải làm đúng theo cái quy trình của họ họ vẫn phải nhập dữ liệu vào hệ thống của chính phủ của bộ y tế để theo dõi à, tuy nhiên nếu mà các cháu nhỏ sau này họ đi tiêm ở những cái trung tâm lớn những cái gọi là clinic mà dành cho cộng đồng đó là cái mức độ chuyên nghiệp của nó thưa các anh chị nó đạt tới cái mức rất cao và tôi nghĩ rằng là chính phủ đã bỏ rất là nhiều tiền vào trong cái công cuộc gọi là tiêm ngừa vaccine cho toàn dân này cái việc chuyển vaccine về đã khó dành giật nhau để mua những cái lô vaccine đem về cho công dân của mình, đem về cho người dân của mình. Rồi bây giờ sang sẻ lại cho những cái du học sinh quốc tế, những khách du lịch, những người đang có mặt tại Canada miễn là có cái legal status, tức là có cái tình trạng cư trú tại đây tạm thời hay là dài hạn. Cái thuốc là chắc chắn phải tốn tiền rồi nhưng mà cái hậu cần của nó rồi cái nhập liệu rồi theo dõi họ tận dụng họ bỏ ra rất nhiều công sức và tôi không chê vào đâu cả hôm trước tôi đi tiêm đó là uh, 11 giờ 30 là tiêm thì tôi tới khoảng cỡ 11 giờ 20 và xếp hàng đi dài vào họ làm từng cái giai đoạn một từng cái công đoạn một rất chuyên nghiệp có nghĩa là chạy liên tục như vậy cứ tới kiểm tra kiểm tra là hướng dẫn chỗ này rồi đi chuyển chỗ kia họ làm đâu đó gần như là một cái 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 hệ thống rất là uh, thành thạo uh, không có bị trục trặc ở cái giai đoạn nào cả và họ chích liên tục như vậy ở đâu này gần như là máy móc luôn rất nhanh và cái cái uh, những cái em học sinh sau này họ họ uh, đi tiêm á thì cũng rất là nhanh chóng như vậy không hề có một cái sự hạch sách không hề có một cái sự khó khăn nào uh, mà mà phải phàn nàn cả, cứ làm theo cái quy định, cứ làm theo các cái thủ tục, các cái bước của chính phủ họ yêu cầu như vậy cháu phải đáng trân trọng, tại vì đây là hoàn toàn miễn phí, dĩ nhiên là các cháu đến đây học, du học sinh quốc tế đóng tiền rất là nhiều, à, nhưng mà chúng ta đóng tiền nhiều là chuyện khác, bình thường chúng ta vẫn đóng, nhưng mà trong lúc đại dịch như thế này, họ đưa vaccine về, rồi họ thực hiện cái việc mà tiêm ngừa cho cộng đồng như vậy là một cái nỗ lực cực kỳ lớn mà tôi lần trước tôi có viết chắc là ở Việt Nam không làm nổi, à, vì nhiều lý do, vì cái gọi là sự tập huấn của chúng ta rồi vì cái hậu cần của chúng ta rồi cơ sở vật chất của chúng ta rồi tiền bạc của chúng ta bỏ ra là không có đủ được. À, Canada là một trong những cái nước giàu mà nước rất là giàu chứ không có có có, có nghèo đâu mà họ mất rất nhiều tiền cho cái đợt đại dịch như thế này nhưng mà về y tế họ vẫn phải đáp ứng an toàn cho cộng đồng. Thì cháu trân trọng và cháu biết ơn của với những cái người mà mà đã thực hiện cái công tác gọi là tiêm ngừa cho cộng đồng như vậy là rất tốt. Tôi ghi nhận Chào thầy Hòa, cháu nhà mình đã submit hồ sơ xin study permit pass qua medical exam đang đợi visa. Thầy Hòa cho hỏi nếu cháu được chấp thuận visa thì khi nào cháu nên sang Canada để học? Trường BBC khi nào sẽ khai giảng vì cháu sẽ phải cách ly 14 ngày ở khách sạn. Cháu dưới 18 tuổi được miễn cách ly tại sân bay. Trường hợp khi cháu ra, hạ cánh có được về thẳng Victoria cách ly hay phải cách ly tại Vancouver có thông tin không được đi phương tiện công cộng mà từ Vancouver sang Victoria thì bắt buộc phải sử sử dụng phương tiện công cộng. Đây là lời khuyên của tôi. Ví dụ là tháng 9 cháu nhập học thì khoảng tầm tháng 8 cháu có thể sang. Tại vì cái thông tin mới nhất mà tôi nhận được đó là ở tại lãnh sự tại về thành, thành phố Hồ Chí Minh À, họ họ khuyên là nên bây giờ đang là dịch mà Thì tôi không biết tới tháng 8, tháng 9 nó như thế nào Nhưng mà hiện tại đó thì không nên đi sang quá sớm à, Không nên đi sang quá sớm Mà chỉ nên đi sang trong vòng một tháng trước thôi à, Chúng ta tính cái thời gian cách ly là 14 ngày Sau đó thì cần thêm khoảng cỡ 2 tuần để ổn định Và bắt đầu học à, sau 4 tuần là được Và cháu nên cách ly tại cái khách sạn nào đó gần cái sân bay cho nó khỏe cách ly à, Nếu mà thậm chí đó là là chúng ta thuê được một cái uh, khách sạn nào đó hay là một cái nhà nghỉ nào đó gần gần và giá nó mềm thì chúng ta ở một loạt 14 ngày ở đó luôn cho nó tiện đó là là chắc ăn nhất chứ chứ chúng ta di chuyển về cái chỗ kia rồi lỡ trên đường có chuyện gì rất là phiền chúng ta cứ kết thúc giai đoạn 14 ngày đó qua hai lần uh, test uh, Lần đầu tiên là tại sân bay, 3 ngày có kết quả và tiếp theo là test thứ ngày thứ 11 thì chúng ta sẽ thử lại thêm một lần nữa và nếu mà nó dương à, nếu mà là âm tính thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để di chuyển. Lúc đó chúng ta không có bị giới hạn việc đi lại nữa, chứ còn mà di chuyển nhiều quá cũng không phải là cách không phải là cách. Cho nên là tốt nhất uh, nên tìm một cái 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 chỗ cách ly nào đó có thể là gần ở sân bay cho nó tiện với lại là cháu đi đường rất là dài rồi à, bay từ Việt Nam sang Vancouver chẳng hạn thì rất là là xa rồi cho nên cháu cần một cái nơi để nghỉ ngơi à, à, nếu mà tìm thấy một cái khách sạn nào đó nó tương đối nó thấp có thể là nó đắt gấp hai lần so với việc là đi về nhà homestay nhưng mà chúng ta nên bỏ cái cái số tiền đó ra để cho đổi lại chúng ta được yên tâm hơn à tại vì ở gần sân bay thôi tôi biết thì nó cũng sầm uất lắm chứ không có không có tệ đâu. Tiếp theo, Lucas Vũ thầy có thể tư vấn cho em biết tỉnh đoàn nào dễ định cư sau tốt nghiệp hay không? Em có một vợ hai con và 28 tuổi. À, như thầy nói hồi nãy với một số bạn đó, các cái tỉnh bang nào cũng có chính sách định cư theo đề cử của tỉnh đó mà chính phủ họ đưa cái chỉ tiêu về nhưng hiện giờ theo tài biết thì cũng không có dễ lắm đâu. À, dĩ nhiên là ontario nó cũng cũng có những cái diện à, định cư mà đối với một số người thì rất dễ, tại vì họ mạnh à, cái 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 background và cái profile của họ rất là mạnh về giáo dục, à, cho nên là họ tự tin, họ học ra, họ có việc làm tại cái tỉnh ontario thì họ đáp xuống đây. tiếng anh họ khá, thì họ chọn cái tỉnh này. còn các cái tỉnh khác thì na ná như nhau. mà em nên nhớ rằng tất cả các tỉnh bang à, thì cái việc mà định cư á à, trừ một số các cái chương trình nó không đòi cái công việc thôi. Ví dụ như tỉnh Ontario có chương trình Master Stream là họ không đòi à, không đòi có việc làm, nhưng mà sau này họ tính theo điểm thì dĩ nhiên là họ vẫn phải yêu cầu à, nếu có việc làm thì được điểm nó cao hơn thì họ sẽ được chọn. À, cái mấu chốt của cái việc định cư à, theo tôi nghĩ mà chính xác luôn chứ không phải là theo tôi nghĩ đâu là công việc À, phải có một cái công việc là cái trước mắt rồi còn cái công việc đó nó đủ điều kiện hay không nó ở cái nót nào nó ở cái level nào cũng rất quan trọng cho nên em phải tập trung vào cái khả năng tìm việc của em trước khi em đi học phải biết được cái thế mạnh của em ra làm sao và vợ con em nữa đôi khi có những cái cặp vợ chồng đó là vợ đi học nhưng mà sau quá thì là chồng cầm cái open work permit và chồng xin được việc làm và chồng lại đứng ra nộp hồ sơ xin định cư theo cái chương trình mà phù hợp với cái người được đi theo nó giống như là foreign worker. À, cho nên là chúng ta phải cần cái tư vấn lộ trình rõ chứ còn cứ hỏi là tỉnh nào dễ tôi nói rằng không có tỉnh nào dễ các anh chị đừng có nghe một cái người nào hay một cá nhân hay một cái công ty nào nó tỉnh nó dễ lắm rồi vác xác về không nên chúng ta phải dễ là dễ với người nào dễ với ai ở những cái tỉnh lớn như tỉnh ontario lại là dễ ví dụ nó dễ với tôi à tại vì cái trường hợp của tôi nó khác nhưng mà nó là cực kỳ khó với nhiều người khác à, còn đối với tôi mà đi về cái tỉnh lẻ đôi khi nó lại khó vô cùng vì sao như vậy vì cái lĩnh vực học của tôi là bên giáo dục và làm về tuyển sinh à, tôi có kinh nghiệm đó nếu như các cái tỉnh xa xôi họ không cần tôi làm những cái vị trí tuyển sinh thì lấy đâu ra việc làm để tôi làm à, và thế là tôi không phát triển được cái thế mạnh của mình ở tại cái tỉnh đó mặc dù cái tỉnh đó về chính sách định cư có thể dễ đối với nhiều người khác cho nên chúng ta phải tùy theo cái profile, tùy theo cái background của mỗi người để chúng ta tư vấn chứ không có cái kiểu gọi là one size fits all tức là không có cái kiểu giống như là à, một cái size mà mà áp dụng cho nhiều cái người khác nhau được nó không phải là một cái đôi vớ phải không ạ? cho nên nó là mỗi người phải có một cái lộ trình riêng, mỗi người phải có một cái background riêng chứ không ai giống ai cả. cho nên em cần phải tư vấn chuyên sâu đó là điều tất nhiên À, à, em có thể tìm một cái người nào đó họ tư vấn cho em lấy phí không lấy phí nhưng mà em được định hướng một cách rõ ràng ngay từ đầu cho nên á, là à, có một số bạn đây có ngay có một bạn là tư vấn liền đây này bạn hà trinh trong lúc bạn hà trinh á, là là chưa vào ở canada à, chưa vào mà bạn hà trinh lại tư vấn cho những cái bạn khác là dễ cái này dễ cái kia thưa nó không hề dễ nó không hề dễ, nó dễ với em nhưng mà không dễ với bạn, cho nên là không bao giờ tư vấn kiểu đó cả, đừng có nghe, kể luôn cả những cái tỉnh gọi là thuộc cái vùng Atlantic, đó. cứ cứ nghĩ là nó dễ, nó không hề dễ đâu, đó. cốt lõi của nó là phải có việc làm, các cái tỉnh như thế thì không phải tất cả các ngành nghề đều có thể tìm được việc làm, đó. cho nên chúng ta phải biết là chúng ta đi về tỉnh đó chúng ta học cái gì, khả năng tìm việc của chúng ta có khả thi hay không rồi chúng ta mới nói nó dễ hay nó khó. Cho nên chúng ta không bao giờ tư vấn mà một cách khống khống như vậy rồi kêu dễ lắm cứ đổ nhau về. À, tại vì có có một số bạn cứ nghĩ rằng à Manitoba nó dễ, tại vì dễ là dễ với họ, họ có bà con ở đó, cái ngành của họ có khả năng là tìm được việc thì họ mới về. À, trong lúc cái ngành của mình nó không có khả năng ở vị trí đó thì làm sao về với đâu mà gọi là dễ được. Cho nên phải cẩn thận khi chúng ta tư vấn là không bao giờ nói mà không có bằng chứng và chúng ta không biết được cái 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 background của cái người đó là sao chúng ta tư vấn không khống như vậy được phải không ạ Hoàng Hiệp thầy cho em hỏi liệu có tiếp tục mở thêm diện International Graduate chắc chắn là có ừ. cái này tôi có thể đoán có tại vì bây giờ cái nhu cầu họ đang cần ít nhất là trong năm nay và hôm trước cái ông bộ trưởng bộ bộ di trú ổng có trả lời là ổng open tức là ổng có thể để mở cái cơ hội đó cái cơ hội đó nó sẽ còn nữa cho nên em yên tâm và 40.000 hồ sơ đó nộp vào chưa chắc là đã đầy đủ đâu có những cái hồ sơ sẽ không hợp lệ có những cái hồ sơ là bấm hai ba lần tùm lum trong đó cho nên hệ thống nó chưa có sàng lọc ra được đó, những cái người mà đã nộp thành công tức là successfully submitted đó, đóng tiền đóng bạc rồi nhưng chưa hẳn là họ sẽ được có PR đâu cho nên ví dụ như 40.000 đó phải không là chỉ tiêu họ đưa ra ban đầu nhưng mà bây giờ mới lấy được khoảng cỡ 30 39 ngàn rưỡi thì nó vẫn còn 500 xuất nó sẽ mở tiếp và chưa biết là tăng thêm cái chỉ tiêu hay không tại vì điều kiện dịch bệnh như thế này nó rất khó rất khó nói nó với lại là tính tới bây giờ thì cái chỉ tiêu mà 401 000 xuất định cư trong năm 2021 này là chưa được 50 cho nên khả năng từ đây tới cuối năm còn nhiều cái sự ngạc nhiên lắm. Tiếp tục, à, có những bạn khác trả lời rồi thì tôi không trả lời nữa. À, tôi không trả lời nữa tại vì nó sẽ mất thời gian cho nhau. À, tiếp theo, tôi sẽ đọc cái câu của bạn Maxi Nguyễn. Chào thầy, về việc định cư theo dạng drop offer, apply PR sau khi làm đủ thời gian tại Canada. Thì dịch vụ họ thường thu 90% phí khi có Visa Work Permit, còn giữ 10% đến khi có PR. Vậy có phải rất nhiều rủi ro trong quá trình nộp PR tiền mất mà không có sự bảo đảm nào uh, về việc cả. Em đang nói tới cái việc gọi là đi mua job phải không? À, em đang nói về cái việc gọi là định cư theo cái dạng Job Offer, uh, là cái này là job sắp đặt thì nó mới rủi ro kiểu đó thôi nó mới rủi ro kiểu đó và khi họ có cái work permit mà cái work permit đó không nhất thiết phải thực hiện tới cái bước gọi là có pr work permit tôi nói với các anh chị thế này để cho các anh chị dễ hiểu một cái du học sinh đi sang canada để học cho dù học master hay là học college hay học cái bachelor gì đó thì sau khi họ học xong họ mới được cấp cái gọi là pgwp à, tức là cái giấy phép đi làm sau khi tốt nghiệp cái giấy phép này nó là một cái dạng open work permit có nghĩa là bạn này học xong có thể xin việc làm bất kỳ chỗ nào miễn là chính phủ cho phép à, và không giới hạn cái ngành nghề à, nếu chính phủ cho phép ngành nghề đó hoạt động ở canada từ đó thì các bạn này sẽ phải tích lũy kinh nghiệm đó à, và để nộp xin định cư tuy nhiên có những cái bạn có 3 năm work permit tức là cầm cái open work permit này sau khi học xong đi loay hoay hoài không tìm ra được một cái công việc gọi là à, đúng ngành đúng ngạch à, đúng ngành đúng ngạch rồi đúng cái, cái 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 gọi là cái level cho nên bạn này cũng không để không không đủ điều kiện để nộp Đó còn cái việc mà họ cam kết rằng là từ Việt Nam họ sẽ sắp xếp cho em một cái job offer rồi sau đó em sang bên này không biết em làm thật hay là em làm giả. Trong khi đó cái số tiền họ thu tới 90%. Ví dụ họ thu em là 100 ngàn, họ thu trước ngay cái lúc mà có cái work permit để em sang Canada là họ thu tới 90 ngàn rồi, còn 10 ngàn mất cũng được không sao họ đã có tiền trong tay là 90 ngàn rồi Như vậy chẳng qua là gì họ đưa cái giá lên là từ 90 ngàn họ đưa lên thành 100 ngàn xong rồi họ khống cho em 10% đó Đó là chuyện rất bình thường với các dịch vụ Nhưng thầy nói đi thì nói lại là Khi em đã chấp nhận cái cuộc chơi mà mua job hay sắp xếp job Thì nó là gọi là một cái cuộc chơi có tính rủi ro có chơi có chịu à, mình có tin cái người đó không để mình theo, giống như đánh bài vậy thôi, em tin cái người đó đánh giỏi thì em mới theo, tới lúc cái người đó thua thì em thua vậy thôi. Đơn giản cho nên phải rất cẩn thận, rất cẩn thận về cái việc sắp đặt này, nếu như mình không biết cái người mà à, sắp đặt cái công việc job đó, tôi đang nói là tôi không cổ vũ cho cái việc là là mua job hay là sắp xếp job đâu, kể luôn cả cái tên gọi là là giải pháp về di trú. Đó à nhiều người làm lắm nhưng mà nếu mà cái gan của tôi tôi không dám làm. Nếu mà tôi biết đó việc làm thật, tôi đồng ý. Tôi chấp nhận tại vì họ giống như một cái cầu nối, à, họ nối doanh nghiệp với tôi thì họ có lấy cái phí dịch vụ và cái phí dịch vụ về sau nữa là khi tôi đang, đã làm việc một cách hợp pháp, tôi tích lũy kinh nghiệp đủ điều kiện thì họ sẽ hỗ trợ tôi về mặt làm giấy tờ định cư, tôi chấp nhận trả cái phí nhưng mà để sắp đặt một cái công việc mà gần như không biết việc đó là gì không biết abc gì về công ty cả thì hãy cẩn thận đó, tại vì đó là sự sự giả dối đó, sự sắp đặt hãy cẩn thận cái chuyện đó tôi có nói rất nhiều về cái trường hợp gọi là mua bán sắp xếp job offer rồi nha. À, thì các anh chị phải cẩn thận thôi À, nếu cần thì có thể tư, tôi tư vấn chuyên sâu cho chứ còn mà nói khống khống như thế này thì rất nguy hiểm tôi cũng không biết cái việc đó là gì tôi không biết công ty đó là ai tôi không biết cái background cái profile của anh chị là gì cả thì tôi không tư vấn được gì ngoài cái việc là tôi nói chung chung Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Bích Ngọc em cảm ơn thầy nhiều Nguyễn Thanh Hùng xin chào thầy thầy cho hỏi sự khác nhau khi học ở trường tư thục và trường công lập tôi có phân tích rất nhiều lần và À, tôi sẽ rà lại cái phần mà tôi trả lời về trường công với trường tư đang nói tới cái mức độ là trung học thôi chứ còn à, về cao đẳng thì thấy quá rõ rồi cái các cái trường hệ thống cao đẳng với đại học mà trường tư thục phải cẩn thận tuyệt đối vì sao? Tại vì đại đa số, tuyệt đại đa số tôi nói là trên 90% các trường cao đẳng dạy nghề tư thục và các cái trường đại học tư thục là dạy thì có dạy chương trình đào tạo có bằng cấp hẳn hoi nhưng họ những cái bằng cấp đó không đủ điều kiện để gọi là chính phủ cấp cho cái PGWP mà không có cái work permit sau khi đi học thì dẫn đến cái việc là không được ở lại Canada làm việc một cách chính thức. Còn cái chuyện học trung học à, cơ sở từ lớp 9 tới lớp 12 hoặc là lớp 10 tới lớp 12 trường công với trường tư khác nhau rất nhiều và tôi có phân tích chuyên sâu trong những cái clip lần trước rồi cho nên tôi không mất thời gian tôi tấn xuống lại nhưng mà tôi sẽ tìm cái phần livestream để tôi gửi cho 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 anh Hùng hay là à, bạn Hùng gì đó để xem cho nó kỹ. Còn ở đây tôi nói thẳng với các anh chị có những người cực đoan vô cùng. Có những người rất cực đoan, họ chỉ biết rằng là à cái trường tư là thế này, trường công là thế này, họ nói một mặt thôi và như thế nó gây ra một cái sự nhiễu loạn về thông tin có những cái người mà tôi biết họ có ảnh hưởng họ có nhiều cái lượng follower lắm họ lại rơi vào một cái hiện tượng là cực đoan và gần như thiếu thông tin ví dụ họ luôn luôn nói rằng trường tư là không tốt họ luôn luôn lên miệng dạy rằng là phải là trường công đi học canada phải là trường công đi học canada thì phải là học thế này thế kia nhưng họ không hiểu được rằng cái mà trường công đó nó dành cho ai à, và những cái đối tượng đi học đến từ các cái quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam những cái khó khăn gì mà các em học sinh này gặp phải à, khi học ở trường công hay là khi học ở trường tư à, nó như thế nào cho nên họ chỉ đó được một chiều họ không hiểu và họ đã kích 100% cái hệ thống trường tư thục cái đó như tôi có nói một vài lần, nếu như đề cập cái tên của cái doanh nghiệp hay của cái trường tư nào đó ra mà nói rằng là họ mất uy tín, họ dạy trường y, trường ủi hay là họ không có gọi là à, họ chỉ đơn thuần kinh doanh về giáo dục, họ làm sai này, nào, họ cho điểm cao mà liệt kê cái tên trường đó ra, tôi nói với các anh chị nếu mà cái đó nó được ghi nhận lại thì có khả năng bị ra tòa. Đó. cho nên các anh chị phụ huynh rất nhiều các anh chị phụ huynh trong này có con gửi đến trường của tôi là trường tư thục nhé, trường của tôi là trường tư thục. tôi không cần phải quảng cáo, tại vì phụ huynh họ biết tôi là ai, tôi tôi làm việc ở trường nào và tôi hiểu được cái trường công nó khác nhau như thế nào, trường tư nó khác nhau ra làm sao. tôi đã từng đi học ở đây, tôi từng đi học ở Việt Nam tôi từng đi dạy cho học trò cái lứa tuổi như vậy tôi đang chăm sóc học trò cái lứa tuổi như vậy tôi có cái kinh nghiệm về dạy học quản lý giáo dục và tôi học chuyên ngành về giáo dục chứ không phải là cái dạng là nói bậy à, không phải nói không có căn cứ hay là tôi nói mà tôi đang ngồi ở việt nam hay tôi nói mà tôi chỉ suốt ngày ngồi ở nhà tôi đọc ráng rãng trên mạng à, không phải cho nên à, tôi nói hơi nhiều một chút xíu về cái lĩnh vực trường công với trường tư này nhưng mà trong một cái câu trả lời ngắn thì tôi không có phân tích được à, không không có nói được cho nên là Nguyễn Thanh Hùng có thể à, xin tôi một cái cuộc hẹn à, và tôi sẽ sắp xếp rồi tôi tư vấn hoặc là tôi sẽ gửi cho cho bạn một cái đường link à, cái video mà tôi đã livestream trên nhóm này hai lần tôi nhớ hai lần tôi có trả lời rất nhiều Uh, các cái chi tiết liên quan tới trường công, trường tư rồi chọn lựa ra làm sao Sala xin phép thầy cho em hỏi giúp con em Cháu hiện tại đang ở Canada vừa rồi Cháu xin gia hạn visa đã 3 tháng uh, mà cháu chưa nhận được visa Không sao cả cứ chờ thôi Khi mình gửi thông tin đi rồi thì cứ chờ Tại vì chính phủ họ có thể bị hoãn uh, Hoãn cái việc là xét uh, visa lại Nhưng mà cháu đang ở trong Canada cháu an toàn tại vì khi cháu đã nộp thì có cái số xác nhận là đã nộp xin gia hạn cho nên cháu vẫn ở canada một cách uh, hợp pháp không sai chào thầy hòa tâm phạm à, cho em hỏi điều kiện mua nhà trả góp ở canada là gì à, chắc chắn là phải có thu nhập rồi à, nếu mà người nước ngoài nếu mà người nước ngoài thì dĩ nhiên phải đóng thuế uh, gọi là người nước ngoài mua nhà ở một số các cái tỉnh và thành phố cụ thể chứ còn điều chắc chắn nếu mình có tiền hết thì mình 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 mua nhà mình trả hẳn luôn đem vác mấy chục tỷ qua từ bên Việt Nam qua nếu là tỷ phú uh, hoặc là nếu là quá nhiều tiền thì có thể vác một cục tiền sang Canada nhưng vấn đề vác theo cách nào để để chính phủ của Việt Nam họ cho gọi là uh, chảy tiền ra nước ngoài còn khi đối với những cái người ở Canada này nếu mà họ muốn mua nhà trả góp thì họ phải có thu nhập để các ngân hàng họ đứng ra uh, họ cho vay chứ rồi trả mấy chục năm, hai chục năm, ba chục năm nhưng mà phải có thu nhập nhất định để để chứng minh được có công an việc làm. Clara Trang, em đã được nghe thầy giải thích rồi, em cảm ơn, rồi xin chào. À, tôi sẽ hỏi tiếp một vài câu à, trả lời tiếp một vài câu vì cháu nộp xin visa và work permit. À, cái gì mà viết tắt không thì tôi chịu viết tắt không thế này thì chịu rồi về rồi còn visa thì chưa có cái visa là nó sau này á khi mà gia hạn cái 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 visa là lần thứ hai nó sẽ sẽ uh, dựa trên cái work permit hoặc là nó dựa trên cái study permit cho nên có study permit rồi có work permit rồi thì cứ gia hạn uh, cái cái visa thì lần này cái visa nó sẽ có cùng cái thời hạn hết với cái work permit hoặc là cái study permit. Nhưng mà cứ yên tâm nếu mà về Việt Nam thì cứ xin gia hạn online thôi. À, rồi à, gửi à, nếu mà chính phủ họ duyệt thì họ yêu cầu gửi cái passport đó đi à, tới à, à, lãnh sự quán hay là một cái trung tâm trung gian để mà dán cái visa vào. Mai Hưng thầy cho em hỏi ở Kebet thì có trường tiếng Anh không? À, Quebec thì à, thầy phải giới thiệu với em các cái thổ địa khác thôi Tại vì thầy đang ở tỉnh Ontario Nhưng mà à, Quebec thì à, hình như có Hình như có một trường dạy tiếng Anh Nhưng mà trường này em cũng không hỏi là trường đại học Trường trung học hay như thế nào nữa Cho nên câu hỏi không rõ ràng Hạnh Úc à, Chào thầy em đi lăn tay từ đầu tháng 2 mà đến bây giờ là tháng 5 rồi Em vẫn chưa có visa không biết hồ sơ em có bị gì không Hồ sơ em là hồ sơ gì Xin visa kiểu gì mới được À, đi du học hay là đi lao động hay là đi du lịch du lịch thì có khi nó giam cho em bây giờ sáu bảy tháng là chuyện bình thường à, không sao tại vì đây là thời điểm dịch bệnh cho nên họ chỉ ưu tiên cho những cái gọi uh, là visa như du học rồi visa như đoàn tụ chẳng hạn chứ còn các cái visa du lịch rồi cái work permit này nọ uh, mà từ ngoài canada đôi khi họ giam họ giam lại tại vì chưa cần thiết Đặng Xuân, thầy cho em hỏi à, bé nhà em tháng 9 bay, bé vào trường học, bé có được nhà trường tiêm vaccine không? Tất cả các học sinh à, quốc tế mà đã đến Canada thì căn cứ theo cái thông báo hay là các cái lịch tiêm ngừa à, ở Canada và tùy theo cái nhóm tuổi. Ví dụ ở cái vùng Peel tức là Mississauga, Brampton, Caledon đây thì học sinh từ 12 tuổi trở lên là đã được tiêm rồi. À, từ 12 tuổi trở lên là có thể đặt lịch tiêm rồi cho nên không có lý do gì nếu tại cái vùng đó họ cho cái độ tuổi đó đi tiêm mà con mình không được đi hãy yên tâm nha à, thầy ơi cho em hỏi em đang làm hồ sơ cho con em du học dạng không chứng minh tài chánh à, IEL 5.5 điểm trung bình không biết tỷ lệ làm sao có cái dự diện gì mà IEL mới 5.5 mà không chứng minh tài chánh à, tôi không không hiểu tại nếu mà SDS thì phải phải là AL trên 6 chấm rồi. Tiếp theo. Uh, Mark Thi Nguyễn. Dịch vụ họ nói rằng job là job thật. Và làm cho doanh nghiệp thật à. Em không biết có đúng không. Em em không biết có đúng không thì thầy cũng chịu. Uh, thầy cũng chịu. Tại vì cái việc là agent họ nói thôi. Công ty dịch vụ họ nói như vậy. Uh, còn em có tin tưởng cái dịch vụ đó như thế nào. Để biết đó là job thật cho nên cái câu hỏi của em nó rất là mơ hồ, nó mơ hồ lắm. Họ nói, tại vì họ nói thôi, cái chuyện nói với chuyện làm nó khác nhau. Còn khi mà tiền em đã đóng vào, còn thật hay giả, tại vì cái này là việc sắp xếp của mình mà, à, cho nên là rất khó nói. Nếu em cần thì em 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 có thể có thể có thể là tôi sẽ tư vấn và tôi phải cần xem thử là cái thông tin cái việc đó là việc gì, à, công ty họ là công ty nào, cái việc làm đó cụ thể là làm sao cái lộ trình của họ tư vấn có có hợp lý hay không thì tôi có thể kiểm chứng cái việc đó nhưng mà nó mất thời gian cho nên là tôi không có à, tư vấn theo cái kiểu là à, à, vu vơ nếu mà tôi không có bằng chứng tại vì như vậy nó không có về cái bản thân tôi tôi là cái người đi học à, hoặc là từ từ à, cao học tôi có hai cái bằng cao học cho nên cái việc mà nói ra nó phải có bằng chứng thì tôi mới mới nói còn không có nói không khống à, Nga trường em chào thầy chúc thầy thật nhiều sức khỏe thầy cho em hỏi nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghệ thực phẩm hiện nay thầy chưa có nghiên cứu kỹ về cái cái công nghệ thực phẩm cái food industry này tôi chưa có một cái cái số liệu nào cả cho nên thầy khó trả lời à, em có thể làm nghiên cứu thêm nguyễn thùy dung à, cảm ơn thầy rất nhiều xem livestream của thầy hiểu được rất nhiều các thứ à, tôi rảnh quá cho nên là tôi cứ hay đi livestream như vậy à, nhưng mà vì À, tôi à, hay tư vấn cho nên rất nhiều phụ huynh biết tôi là người à, làm việc ở đâu rồi cái uy tín của tôi à, ở mức nào và cái dịch vụ à, mà cái nơi tôi đang liệm làm việc nó ra làm sao cho nên phụ huynh mới gửi con à, nhưng mà tạo ra được nhiều cái lợi cho nhiều người và tôi không có cái khuynh hướng là nói cực đoan không có khuynh hướng tô màu à, không có cái nói cái khuynh hướng là nói bừa không có à, cho nên là quý vị có thể yên tâm chuyện đó còn quý vị nghe ở đâu thì nghe còn tôi không 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 có nói theo cái kiểu một chiều à, nói thì phải nói có sách mắt có chứng chứ còn nói vu vu vơ vơ rất là mệt linh nguyễn à, thầy à, ơi chia sẻ tài liệu tự học anh văn cho người mới qua đi thầy ù cái này minh mông quá cái quan trọng nhất là à, có cái nỗ lực của cái người học thôi nỗ lực có người học thôi chứ còn cái chuyện mà uh, mình cố gắng tới mức nào thôi chứ còn bây giờ sách thì bao la, sách cho người mới học chỉ cần gõ vô cái là English for beginners là xong ngay thôi. Uh, phương tiện của chúng ta là uh, Google, uh, máy tính, đó tai nghe, chúng ta chuẩn bị rõ ràng thôi, chỉ cần gõ vô trên Google hay là lên YouTube này nọ, chỉ cần gõ vô cái chữ là English for beginners là xong. Bao nhiêu tài liệu đây là một cái thời đại mà bùng nổ về thông tin chỉ còn cái là gì là chúng ta bắt tay xuống để chúng ta học một cách nghiêm túc à, cái việc mà nhiều người cứ xe đi xe lại ví dụ tôi viết ra cái tài liệu học tập thế là cả hàng ngàn người xe bấm cái nút xe nó rất là dễ à, bấm cái nút xe cái xong rồi không bao giờ đọc thế thì xe để làm cái gì à, cho nên tôi tôi hay dạy với học trò tôi nói em cứ ôm cho thầy một cái website một thôi và làm theo cái hướng dẫn của thầy. IEL 7.8 là chuyện đơn giản có thể làm được trong một cái thời gian thậm chí là ngắn với cái kiến thức của em. chứ còn mà em cứ nhảy từ trang này nhảy qua trang kia, trang này em đọc một cái bài essay mẫu mà em đọc chưa hết nữa. À, một cái bài essay mẫu có 250 chữ, 280 chữ mà em đọc còn chưa hết, em còn chưa hiểu được thì em nhảy cái trang khác để làm cái gì? cho nên cái việc học tiếng anh là chuyên cần cái việc học tiếng anh là phải điều đặn à, phải có kỷ luật với bản thân tại vì tất cả những người thành công đều là những người làm việc có kỷ luật và tương tự như vậy thì cái người học tiếng anh thành công hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác. Nếu như chúng ta không tự kỷ luật, không tự ra cho mình cái khung thời gian để mình đạt được cái mục tiêu thì xem như không bao giờ thành công cả. Cho nên cứ chia sẻ là hình như em có nhắn tin cho thầy thầy có nói cái website bây giờ nó minh mông bạc ngàn làm sao mà thầy nói cho em em hãy học cái này đi rồi đôi khi nó hợp với em nhưng mà không hợp với người khác. Hay là hợp với người khác mà không có hợp với trình độ của em và thầy cũng chưa test cái trình độ của em ra làm sao thầy chịu. Cái này thầy bỏ tay nhé. Yeah. Chỉ cần gõ vào, em gõ vào Google cũng được, lên YouTube cũng được, gõ vào cái English for Beginners nếu mà em là cái người mới học. Beginner, beginner là người mới học. Rồi, à, à, không biết tôi bỏ sót câu nào hay không, tại vì nó sẽ nhảy liên tục. À, Hạnh Úc. Em xin visa du học năm nay, 23 tuổi. Cho em hỏi là đại sứ quán giam hồ sơ của em là vẫn còn cơ hội đúng không? khi lãnh sự họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, họ chưa make a decision trên cái hồ sơ của em, thì em yên tâm. À, trừ khi em làm hồ sơ giả, em làm sai cái gì đó thì em mới ngồi run, mới sợ. chứ còn em nộp theo đúng cái quy trình của họ và những cái bản điểm, những cái giấy tờ học phí biên nhận em đều làm trung thực hết, thì em cứ yên tâm. À, họ đang xử lý hồ sơ và nếu họ chưa đưa ra một cái quyết định cấp hồ ở cấp cái study permit hay từ chối cái study permit thì xem như đừng có lo lắng gì cả chúng ta chỉ hồi hộp chờ đợi một chút xíu thôi chứ họ không có trực tiếp gì đâu à, mà nó trực thì nó trực tại vì à, nếu mà họ trực họ không cho em cái 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 study permit thì họ có lý do họ đưa ra rõ và em cảm thấy là em không bị thuyết phục bởi cái quyết định của họ thì em giải trình lại em nộp lại thôi đâu sao đâu và ngay vừa cách đây khoảng cỡ 2 tuần là có một cái bạn báo cho tôi là nửa đêm nửa hôm em bạn gọi báo anh ơi thầy ơi em có cái visa rồi tại vì lãnh sự họ đồng ý cấp cho em sau lần thứ ba Lần thứ nhất bạn nộp, lần thứ hai bạn nộp. Bạn này rất giỏi IELTS tới 7.5 và lãnh sự họ từ chối hai lần. Lần thứ ba bạn này tôi nói rằng là chỉ cách duy nhất là em phải viết cái giải trình tại vì lãnh sự họ đưa ra lý do tôi không thỏa mãn với cái hồ sơ này, ở chỗ nào họ liệt kê ra thì mình căn cứ theo đó để mình giải trình lại. Cái ông lãnh sự này ổng nói rằng tôi không tin cái việc đi học của anh là có thật, cho nên tôi từ chối. Bây giờ cái cái người mà không bị thuyết phục bởi cái cái lời kết luận của lãnh sự có thể phản biện lại. Anh nói rằng là anh không thuyết phục thì tôi sẽ giải thích cho anh nghe như thế này anh xem lại có thuyết phục hay không nha đó thì nếu em phản biện lại được cái quyết định của lãnh sự và họ cảm thấy bị thuyết phục lần thứ ba họ sẽ cấp visa cho nên cái việc nộp visa nếu như chúng ta không khai man không khai dối thì không có gì phải sợ cả đó. chúng ta tới nhà người khác để chúng ta thăm chúng ta gõ cửa họ vì lý do gì đó họ không cho vào họ cảm thấy chưa yên tâm họ chưa tin mình là một cái người gọi là à, nghiêm túc đáng tin cậy họ chưa mở cửa là chuyện rất bình thường không có gì khác lần thứ hai mình tới gõ cửa nữa ăn mặc cho nó đàng hoàng đẹp đẽ lên để chứng minh cho họ rằng là tôi tới với mục đích đàng hoàng tôi tới xin gặp anh à, họ vẫn chưa tin tiếp tục tới lần thứ ba lần thứ ba chủ nhà họ sẽ hỏi vì sao như vậy à, vì sao như vậy chứ đừng, đừng có sợ là họ kêu công an bắt đâu họ kêu chính phủ bắt đâu không phải mình đàng hoàng mà mình đâu có mang súng tới nhà người ta đâu phải không mình tới mình gõ cửa mình nói cho tôi gặp À, ở quan vân trường phải đi hầu đi trầu, đi trực phải phải ba lần mới gặp được khổng minh mới mới yêu mới mới uh, gọi là rước ổng về làm quân sư được phải không cho nên cái chuyện mà mình xin nộp hồ sơ một hai lần mình chính đáng đường đường chính chính mình muốn đi học mà họ không cho thì mình giải trình lại thôi đâu phải tội lỗi gì mà sợ cho nên em chưa có quyết định của chính phủ mà em đã run như vậy rồi đừng lo chào chị Lan Viên Tôn Hồ có thể là câu hỏi cuối cùng tại vì nãy giờ tôi livestream đến bây giờ là uh, 2 tiếng cháu đang ở Việt Nam chuẩn bị vào lớp 10 nếu muốn cho cháu vào lớp 11 Canada thì sẽ như thế nào có 3 điều kiện. Thứ nhất là gia đình phải có tài chánh cho cháu đi học. Tài chánh là gì? Một năm trung bình như vậy cứ tính cho tôi khoảng cỡ 600 triệu. nếu mà lớp 11, lớp 12 là chúng ta mất hết khoảng cỡ 1 tỷ 2 rồi đó, về mặt tài chánh. Đó, là, nhưng mà một tỷ 2 là cái chuyện đơn giản, phải chứng minh cho được là 1 tỷ hai đó làm sao để có. Tại vì con nó đi học, cho nên cái, cái việc chứng minh tài chánh là từ phía cha mẹ. Cha mẹ có công an việc làm, cha mẹ có doanh nghiệp cha mẹ có đóng thuế từ xưa tới giờ cha mẹ có của ăn của để thì cái đó gọi là tài chánh phải chứng minh cho rõ cái thứ nhất cái thứ hai về việc cháu là cháu phải có tiếng anh tương đối tốt à, không cần tốt lắm nếu mà muốn học trường công thì tiếng anh phải cực giỏi và tính phải hòa đồng phải hòa nhập phải hiểu biết nhiều thì vào trường công còn không thì chúng ta sẽ vào trường tư để nhận được những cái dịch vụ tốt nhất họ chăm sóc con mình tốt hơn ở các cái trường công lập và cái quan trọng nhất là cháu đã sẵn sàng để đi học nước ngoài chưa Hay là gia đình muốn cho cháu đi. Cái trường hợp này rất nhiều phụ huynh gặp phải, đó là phụ huynh nghe nghe nói uh, thằng Tèo thằng tí ở nhà bên cạnh nó mới đi du học. Thế là về thúc con mình con đi du học đi, Ba mẹ có tiền. Cái đó sai. Cái đó phải là cái nguyện vọng của con. nó muốn đi xa cha mẹ, nó muốn trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Thì khi nó có cái tâm lý sẵn sàng như vậy kẹp theo cái kiến thức tiếng Anh của nó với lại là cái việc cái năng lực học tập chứ còn những cái cháu mà ví dụ dưới 6.5 sang đây học rất khó tức là điểm trung bình ở Việt Nam ấy, mà 6.5 này nọ sang đây khó mà chưa nói học khó mà là ở ngay tại cái cổng xét hồ sơ đó là lãnh sự họ cũng nghi ngờ là anh này học yếu quá cho nên là sang Canada học không nổi họ sẽ từ chối. Như vậy cha mẹ là chuẩn bị tiền chuẩn bị tâm lý xa con con thì phải chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị tinh thần để đi xa, à, rồi có nhiều cái 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 chuyện khác nữa. Ví dụ như sang đây, ngoài cái việc học, thì phải ở ở nhà homestay thì phải cần làm gì để cho người ta thương, à, để làm cái gì cho cái cái mối quan hệ giữa cái homestay, à, cái host với lại là bản thân con nó không có bị trục trặc gì. Đó. rồi phải tập cho con cái tính tự lập, phải dạy đúng giờ, phải biết à, chăm sóc bản thân, phải biết hỗ trợ người khác, vân vân, có rất nhiều yếu tố khác nữa. À, như vậy thì à, à, cái à, cháu nếu mà lớp 10, với lại là xác nhận cho cháu là đi học tỉnh nào, nếu mà tỉnh Ontario à, thì có vô số trường, các tỉnh khác cũng như vậy. À, cháu đang ở Việt Nam chuẩn bị vào lớp 10 nếu muốn cho cháu vào lớp 11 ở Canada thì uh, như thế nào uh, thì thì uh, tôi có nói rằng nếu mà chuẩn bị vào lớp 10 thôi uh, thì cứ học một năm lớp 10 cho nó thật tốt để uh, đem cái điểm từ uh, lớp 10 bên Việt Nam chuyển sang bên Canada và học tiếp năm lớp 10, 11 với 12 thì cháu cũng sẽ mất là 2 năm như vậy uh, rồi tôi uh, đã trả lời câu hỏi của chị uh, lan viên tôn hồ cảm ơn chị chị cũng theo dõi rất thường xuyên trên nhóm cũng như là vào cái trang cá nhân của tôi hình như cũng là người huế luôn thì phải khi nào ottawa cho học sinh chích ngừa vậy thầy cái này phải theo trên cái ottawa là thuộc tỉnh ontario cho nên phần lớn phần lớn là à, chính sách về chích ngừa là giống nhau cho nên là học sinh à, có thể bây giờ đã đã được chích rồi tại vì theo tôi biết học sinh của tôi là từ 12 tuổi trở lên tất cả em 16, 17 tuổi là à, tuần tuần này cũng đã có em chích rồi và tuần tuần này tuần này tức là cuối tuần này khoảng cỡ thứ tư thứ năm là một loạt các em đi chích bốn à, em ở đây cũng cũng đi chích vào ngày 26 tới à, thủ tục rất đơn giản cho nên Ottawa tôi nghĩ là đã đã được chích rồi đó bây giờ vaccine về rất là nhiều à, tranh thủ đi rồi Uh, xin uh, chào uh, tất cả các anh chị em như vậy là liên tục tôi nói khoảng cỡ uh, 1 tiếng 50 phút rồi sáng hôm nay đăng ký với trường không uh, không cần không cần đăng ký với khu vực đăng ký với cái sở y tế của khu vực họ có website cả cho nên là cứ thế mà đăng ký thôi mình đủ điều kiện đủ trên cái số tuổi đó là được uh, khi đi uh, chích thì mang theo cái passport đi là được rồi xin chào các anh chị và chúc các anh chị một buổi tối à, tại Việt Nam bây giờ là 10 giờ 6 phút à, phía Canada thì à, bây giờ là 11 giờ trưa hôm nay vẫn đang còn là ngày nghỉ lễ à, Victoria đây rồi xin chào và hẹn gặp lại hy vọng là tôi đã giải thích và trả lời các câu hỏi của các anh chị các anh chị nào mà cứ tư vấn chuyên sâu à, thì xin 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 hẹn hẳn hoi chứ còn đừng có nhắn cho tôi theo cái kiểu là chào anh à, cái này tôi nhắc lại trước khi tôi kết thúc thôi các anh chị mà nhắn tin thì à, lâu lâu nếu mà không kết bạn với tôi đó mới hoàn toàn thì cái tin nhắn nó rơi vào cái gọi là spam và cái đó khoảng cỡ vài ngày thì tôi mới đọc mới lục ra là xem thử những cái người nào họ nhắn còn những cái người nào mà đã kết bạn hay là đã từng hỏi tôi rồi ấy, thì à, khi nhắn thì nó sẽ hiện lên liền tôi 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 thấy rất là rõ à, tuy nhiên những cái câu hỏi mà mang tính chất nó uh, mất thời gian uh, và các anh chị cần có một cái thông tin nó cụ thể hơn hết thì tôi tư vấn qua zoom uh, các anh chị uh, đăng ký và thay vì cái giờ đó tôi dạy học thì tôi sẽ dành cho các anh chị các anh chị phải trả phí tại vì cái đó là cái giờ học cái giờ đó là giờ dạy học của tôi và uh, khá nhiều phụ huynh uh, không phải khá nhiều mà khoảng uh, tới bây giờ thì tôi tư vấn khoảng cỡ gần 20 uh, cái trường hợp trong đó người tự uh, đi học cũng có muốn có lộ trình hẳn hoi những phụ huynh cũng có hỏi tôi rất là à, chuyên sâu thì các anh chị phụ huynh có thể à, xác nhận rằng là cái chất lượng của cái việc tư vấn cụ thể cho trường hợp của mình của con em mình nó như thế nào còn à, à, riêng bản thân tôi à, thì các anh chị mà muốn gửi con à, đi sang học cái tỉnh ontario mà học trường tư còn nếu các anh chị mà cứ nghe ai đó nói rằng là À, trường công nó tốt con mình có thể học được thì các anh chị có quyền tự chọn tôi không có vấn đề gì cả gửi con tới tôi thì tôi chăm sóc nhưng mà khi gửi con tới các trường khác các anh chị vẫn có thể hỏi tôi tôi tư vấn nhưng mà đừng có lấy quá nhiều thời gian của tôi còn nếu mà quá nhiều thời gian tại vì à, cái trách nhiệm của các cái trường đó là họ phải có người tư vấn về lộ trình học tập à, cho các con con em à, cho các cái học sinh của họ đó chứ còn ví dụ như con em các anh chị mà học trường khác bây giờ học cái môn khác mà muốn tôi tư vấn thì cái đó là phải là một cái lộ trình rất là dài tôi phải tư vấn hẳn hoi à, à, cho nên là à, nếu đã hỏi thì hỏi nghiêm túc và chúng ta không phải tiếc những cái phần đó tôi không tiếc thời gian thì quý vị cũng không thể tiếc những cái khoản chi phí mà mình cần để có những cái thông tin chính xác à, tại vì quý vị biết rằng tôi làm trong cái lĩnh vực giáo dục tôi có kiến thức tôi có kiến thức về cuộc sống ở Canada, kiến thức của cái người đi du học, có kiến thức của người làm cha làm mẹ, thì các quý vị có thể đặt lịch hẹn. cái đó tôi không ép buộc gì quý vị cả, thậm chí là quý vị hẹn nhưng mà tôi cũng không có đủ thời gian để 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 có thể nhận được tất cả mọi người. nhưng mà cái đó là cái lời giới thiệu thôi. ai có duyên thì tôi sẽ tôi sẽ chấp nhận. còn quý vị phụ huynh mà có những cái người mà cứ hỏi lui hỏi tới mà À, một cái vấn đề mà cứ hỏi lui hỏi tới hỏi lui hỏi tới tôi tôi đã hướng dẫn rất nhiều lần rồi thì sau này tôi hạn chế tôi trả lời xin thưa với các anh chị là như vậy tại vì sao à, các anh chị được tư vấn rất kỹ rồi mà các anh chị lại cứ quay lui quay tới rồi cuối cùng cái lộ trình của con em mình nó hỏng hết à, quý vị ở Việt Nam là không nắm rõ con em mình là không tự chủ động rồi quý vị cứ hỏi lung tung lung tung như vậy nó không đi tới đâu cả như vậy thì uh, uh, cái phần livestream này nếu mà ai không nghe thì có thể nghe lại và tôi sẽ uh, tải về xong tôi tải lên cái kênh youtube của uh, cái nhóm đó là canada cần gì nói để các anh chị vào trong đó nghe lại tất cả những cái phần livestream từ trước tới giờ nó nằm toàn bộ trên kênh youtube canada cần gì nói quý vị cứ đăng ký để, để nghe uh, nó không chán đâu nhưng mà cái lượng thông tin nó rất nhiều tại vì đó là những gì mà tôi đã từng À, trải nghiệm tôi đã biết đã nghiên cứu đã đọc rất là nhiều quý vị bây giờ chỉ có việc nghe nữa thôi để mà biết mà quý vị không nghe nữa thì đó là lỗi của quý vị không phải lỗi của người khác à, xin chào và hẹn gặp lại